có những chia sẻ thật là thú vị và bổ ích để cho tất cả các bạn khán giả trong khán phòng cũng như là các bạn khán giả đang theo dõi qua màn ảnh livestream trên fanpage Debate Empowering Society. Hy vọng là chúng ta sẽ có 90 phút trao đổi thật là thú vị và ý nghĩa bổ ích dành cho tất cả các bạn khán giả. Để bắt đầu buổi tọa đàm, em sẽ xin phép có một cái câu hỏi. Để bắt đầu buổi tọa đàm thì em xin phép được có một cái câu hỏi thật ngắn dành cho cả ba vị khách mời ạ. Ngay sau khi cảm nhận của cả ba vị, ngay sau khi chúng ta nhận được cái chủ đề những người đàn ông yếu thế từ ban tổ chức, mọi người đã có suy nghĩ gì? Mỗi người có thể cho một câu. Bắt đầu từ câu Ánh ạ. Bây giờ có một người nhận ra được đấy thì cũng là một điều tốt ạ. Bởi vì người ta thường nói với tôi là đàn bà là phải yếu, đàn ông là phải mạnh. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi, như tôi nhìn thấy thì phái nào cũng có những điểm yếu, những điểm mạnh của họ. Và một khi mà chúng ta không bao giờ cho một người được thể hiện cái điểm yếu của họ thì bản thân cái điều ấy đã làm cho họ trở nên yếu hơn. Đấy. Và chính vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta có một người nào đấy được cho phép đàn ông nói lên một điều đấy như vậy, một cái điều có thể nó là sự thật về bản thân họ như vậy. Ví dụ chẳng hạn như tôi luôn thương em trai tôi là nó không bao giờ được khóc. Thế nhưng bây giờ trong nhà của tôi có chuyện gì đấy là tôi với em gái tôi khóc tùm lum tà la, hai chị em muốn rãi lòng thòng bắt đầu kể lể với nhau ấy, xong rồi buôn chuyện buôn chết các kiểu ấy, xong rồi ngồi xong táo nước mắt là thôi. Thế nhưng mà em trai tôi thì không bao giờ được phép khóc, kể cả khóc với bố tôi, tại vì như vậy đàn ông ai lại thế. Vì thế cho nên là nó sẽ rất là bị xì chết, nó không có cách nào để giải tỏa được cái điều đấy cả. Thế nên vì vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nên nhìn nhận cái vấn đề phải yếu, phải mạnh ở đây một cách công bằng hơn. Xin cảm ơn cô Ánh, chú Giang ạ. Vâng, thì tôi nhận được cái giấy mời tham dự cái talk này với cái chủ đề là những người đàn ông như thế thì tôi nhận được ngay, bởi vì tôi rất là thích nói với bản thân mình. Cái suy nghĩ đầu tiên của mình đó là không biết là cái từ tiếng Anh, các bạn không biết các bạn nghĩ ra từ tiếng Việt trước hay tiếng Anh trước, tại vì mình cái từ yếu thế là cái từ mà mình công việc mình hay sử dụng đó, cái nhóm yếu thế. Nhưng mà mình có cảm giác khi mình đọc kỹ lại cái phần dưới thì có cảm giác hình như là chủ đề là những người đàn ông yếu đuối. Mình có cảm giác như vậy. Xin cảm ơn cả ba vị khách mời. Tất nhiên yếu đuối hay yếu thế thì sẽ là tùy cảm nhận của mỗi người cũng như là quan điểm. Thì hy vọng rằng là ba vị khách mời chúng ta sẽ có thể thoải mái chia sẻ quan điểm trong suốt buổi tọa đàm ngày hôm nay, được không ạ? Rõ ràng trong xã hội hiện nay thì bình đẳng giới đã không còn một vấn đề quá nóng hay là quá mới mẻ nữa, giới trẻ cũng có cái nhìn thoáng hơn về giới. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng còn không ít những định kiến còn tồn tại. Ví dụ như là số đông thì cho rằng đàn ông thì sẽ phải là trụ cột của gia đình, phải là người kiếm tiền ạ, để chăm sóc cho vợ con ạ. Còn những người phụ nữ thì có thể làm với từ ăn vận chẳng hạn, nuôi con ở nhà, làm việc nhà, nấu nướng ạ. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ còn có một cái con số đặc biệt nữa là trong năm 2015 ở Nhật Bản có những 25.000 người đã tự kết liễu mạng sống của mình, tức là tương đương với 70 người mỗi ngày, và đa số trong số đó là đàn ông. Vậy thì theo chú ra, chú suy nghĩ là liệu nguyên nhân nào khiến cho xảy ra tình trạng đó ở Nhật Bản? Tôi cũng không ở Nhật Bản lâu, không có bạn trai người Nhật Bản để xem là đàn ông Nhật Bản thì họ nghĩ cái gì. Tôi cũng thấy mình rất là may mắn là mình không phải ở Nhật Bản. Không rõ là cái thống kê về tự tử của đàn ông Việt Nam là bao nhiêu, chắc là có nhiều. Có lẽ là đàn ông Nhật Bản chịu những sức ép khác nhau về công việc, về trong xã hội
Tôi có nghe nói là có rất nhiều thanh niên họ chui vào trong phòng, họ không đi ra ngoài được, mà họ chỉ sống trên mạng ảo thôi. Và đàn ông Nhật hoặc là con trai Nhật cũng đánh mất cái khả năng nói chuyện với con gái, nói chuyện phụ nữ. Và họ hay có những cái người tình ảo bằng cái app trên mạng á. Dễ dàng hơn, và cái người cái app đấy không bao giờ cãi lại, để luôn luôn hiểu được là họ muốn gì và an ủi họ. Thế là tôi cảm giác như là đàn ông Nhật Bản đang chạy trốn khỏi thực tại và chạy trốn khỏi những người phụ nữ Nhật Bản. Không rõ là những người phụ nữ Nhật Bản thì có ghê gớm hơn phụ nữ Việt Nam nhiều hay không. Nếu mà ghê gớm bằng thì tôi nghĩ là cái sự chạy trốn của họ cũng có lý. Tôi có hiểu được điều đấy. Đồ chơi trẻ lắm. Tóm lại là tôi không biết là vì sao, nhưng mà tôi cảm thấy rất là buồn cho 25.000 đàn ông Nhật Bản đấy. Đa số đàn ông. Và tôi nghĩ là nếu như họ nhìn thấy cuộc sống của tôi và anh Huy ở đây thì họ đã có nhiều hy vọng hơn. Đáng tiếc họ. Dạ vâng, vấn đề là những cái người tự tử này không phải là họ chạy trốn phụ nữ Nhật Bản ạ. Bây giờ một sau khi thống kê con số đó lên thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng là thực trạng này là do áp lực về tài chính và bị trầm cảm, do sự hạn chế chia sẻ của những người đó khiến cho họ lâm vào những cái áp lực và phải tự vẫn. Vậy thì đằng sau những cái nguyên nhân về mặt là về những cái áp lực về tài chính. Nếu như anh Giang là còn chưa biết thêm điểm, thế là cái thống kê mới nhất này là tuy rằng người Việt Nam mà tự tử ít hơn người Nhật rất nhiều. Tuy nhiên thì trong số những người Việt Nam mà tự tử vậy thì đang vẫn khá là cao. Cái đấy là thống kê mới nhất. Và tôi có chia sẻ trên Facebook rất lâu, cho nên là vì thế cho nên là hình như là ở đâu thì đàn ông cũng một, hoặc là chúng ta có thể cho hai ghế. Một có thể nói là họ bị chịu nhiều sức ép hơn bởi vì dần bàn nó quá ghê gớm. Tôi cũng đồng ý là như vậy. Ý anh Giang anh ấy muốn đá vào chúng ta ngồi đây. Vì như tôi nhìn thấy thì hầu hết ở đây chúng ta vẫn là phụ nữ, mà hình như là phụ nữ đã lôi anh Giang đến đây chứ không phải đàn ông. Đúng không? Đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là nếu anh cái thứ hai là chúng ta có thể suy rằng là không phải là bởi vì sức ép phụ nữ ăn cũng đã sức ép đến lắm hơn, là bởi vì họ yêu đuối thôi, thì người ta theo đuổi nào được. Tôi cảm nhận rất rõ ràng là MC đang có sự định hướng của câu hỏi này. Tại vì mới tháng trước thôi thì tôi đi một hội thảo và tôi nghe một số liệu lại hoàn toàn khác. Một hội thảo về nhân quyền ở Bangkok. Thì tôi với bạn tôi đang ngồi rất là mơ mơ buổi chiều. Thì sau đó màn hình đã chiếu ra một cái số liệu, đó là ở trong các thiên tai như là thảm họa sóng thần ở Đức thì phụ nữ dễ chết hơn đàn ông gấp 14 lần. Và lúc đó thì tôi, nó là số liệu hình như tôi đã nghe lắm tháng một lần rồi, nhưng mà bạn tôi là người lại nghe lần đầu. Thì bạn tôi có nói đùa là làm sao mà mình có thể kết luận như vậy được, là ở đâu lúc đó đang có một cái lễ hội phụ nữ như là nhưng mà điều đó nó trở thành hiện thực lúc mà khi mà tôi về Việt Nam và khi mà cái lũ ở Quảng Bình đó mọi người. Thì lúc đó tôi có lướt qua một dòng tin tức là danh sách các nạn nhân. Thì lúc đó danh sách tôi đọc đó là 14 người. Và các bạn biết điều gì mà tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Tại vì họ có ghi tên, thì tôi, tất nhiên tôi nhìn tên thì tôi đoán giới tính. Đa phần các tên đều rất là rõ về giới tính. Và họ có ghi tuổi. Thì điều làm tôi bất ngờ đó là người tôi vừa nói 12 hay 14. Tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Và khi mà tôi tìm hiểu thêm một số thông tin thì tôi biết được lý do làm sao, tại sao phụ nữ dễ chết thành đàn ông trong cái đó, và nó đến từ sự mất bình đẳng giới. Điều kết luận mà có thể ban đầu chúng ta nghe rất là thiên cưỡng, đúng không ạ? Tức là những cái gì chúng ta tạo ra hàng ngày cuối cùng nó lại tác động đến khi một cái gì đó nó xảy đến. Tất nhiên tôi không tiện nói ra đây là lý do tại sao các bạn cũng phải tìm hiểu tại sao phụ nữ những cái bất bình đẳng giới nó lại dẫn đến những cái vi phạm về nhân quyền hoặc là những cái khả năng về chống chọi trước những cái thảm họa đó. Nhưng mà tuy nhiên là cái thống kê chung của đại đa số quốc gia là tuổi thọ trung bình của nam giới thấp hơn của nữ giới khá là nhiều, kể cả Việt Nam. Vậy có lẽ là nữ giới Việt Nam sống lâu hơn đàn ông khoảng 4 năm gì đấy. Với các nước đang phát triển, các nước phát triển khác thì ký sự sinh là khoảng 6-7 năm. Đàn ông có lúc còn chết sớm hơn. Thì các nhà khoa học và tâm lý học có cho rằng là một cái lý do là đàn ông không thích ứng được với các cái thay đổi trong cuộc sống của mình. Nên là có những cái biến cố gì đấy thì họ không thích ứng được, không vượt qua được, nên là họ sẽ bị gục ngã. Đó là đàn ông giống như cây xà cừ đó, bao cái là đổ ngã. Còn phụ nữ thì giống như cây tre thì không có tài nào nó ngã được cả. Thì đấy là hai cái hình ảnh mà tôi nghĩ khá là đúng, và vượt qua tất cả những văn hóa khác nhau thì đàn ông đều có một cái bất lợi như vậy. Những cây xà cừ rất là lớn nhưng mà rất dễ đổ.
chứ kể là bị người khác cắt nữa, bị cưa đấy. Những cái giật cừ thì sẽ rất là dễ nộp. Thế tại sao chúng ta lại cứ cho rằng là đàn ông thì phải là trụ cột, đàn ông phải là chỗ dựa vững chắc ạ? Tôi không cho vậy. Bao nhiêu các bạn ngồi đây cho rằng là đàn ông cần phải là chỗ dựa cho gia đình ạ? Các bạn giơ tay không? Dạ vâng, rất đông. Sao vậy? Để lên những bạn sẽ lập gia đình. Những bạn nào mà đã lập gia đình và cho rằng đàn ông phải làm trụ cột, giơ tay lên. Tôi chia sẻ một chút. Phải nói là xã hội đặt sức ép khá là lớn cho đàn ông để đóng cái vai trụ cột trong gia đình. Vin chưa có gia đình nhưng mà tôi có thể kể từ trải nghiệm của bản thân. Tức là trong quá khứ gần đây thôi thì tôi đã có khoảng một năm là tôi không đi làm gì cả. Tóm lại tôi có thể gọi là không có thu nhập, không có công việc. Ai đấy hỏi đến mình đang làm gì, mình cung cấp cái gì để mình đưa cho họ. Và trong cái một năm đấy thì sức ép khá là lớn, không phải là từ vợ tôi mà là từ những người xung quanh, họ hàng, hàng xóm, bạn bè. Lúc đấy là lúc mình thấm hiểu rằng là cái người đàn ông họ chịu một cái hình dung, một cái định kiến của xã hội như thế nào. Tức là anh ấy phải đi làm, đáng tiền, anh phải kiếm ra tiền, anh phải là chủ cột của gia đình. Và tôi đã chống cự được thành công một năm đấy. Nhưng sau một năm thì đã thua. Sau một năm thì điều gì đã xảy ra? Thì tôi có những cái việc khác. Tức là tôi đi làm những việc khác không phải là vì cái sức ép của xã hội, mà tôi có việc khác. Không, tức là đấy là tôi làm bởi vì tôi muốn làm, nhưng mà là tôi làm bởi vì tôi fulfill ở đây, tôi hoàn thành được cái hình ảnh mà và xã hội và gia đình đưa bản thân tôi phải kiếm được. Và đến bây giờ giống như tôi cũng đem tiền lương ít hơn là của tôi. Đấy là chưa kể là lương của tôi bị của tôi, tài lương của tôi là bị của tôi giữ. Nhưng cái đấy chắc là không phải là hiện tại có phổ biến đâu. Cái số phận đấy thì tôi nghĩ là khi đang nghe tôi phải mời chồng tôi đến đây là vì tôi cũng bao giờ giữ lương của chồng tôi. Nếu mà ông ấy được nghe những thân phận những người đàn ông khác thì ông ấy sung sướng biết bao nhiêu. Đó là đàn ông sướng không biết mình sướng. Vâng. Dạ vâng. Cô Ánh ạ, với vai trò là người phụ nữ đã có gia đình ạ. Đúng không? Nhiều loại đây. À, đã có chồng. Thế thì đã bao giờ cô thấy là người chồng của mình tỏ ra một cái mặt mềm yếu, quỷ bị đi ạ, trước mặt mình chưa? Và những lúc đấy thì cô sẽ có cảm giác như thế nào và cô có khuyến khích người chồng của mình sẽ có những cái mặt như vậy trước mặt cô? Thật ra mà nói thì thứ nhất là trong nhà tôi thì tôi là chị lớn, tôi có em trai. Cái điểm thứ hai nữa là bố tôi luôn luôn khuyến khích với tôi rằng là con gái với con trai là bình đẳng. Đấy. Và bố tôi cũng nói với tôi rằng là bố tôi rất là thương bà tôi, bà nội tôi. Là bởi vì bà tôi đã sống cuộc đời hoàn toàn phụ thuộc. Và tôi rất là hiền, rất là đẹp, rất là tốt. Nhưng mà tôi đã sống cuộc đời hoàn toàn phụ thuộc. Và vì thế cho nên là bà tôi có những cái nỗi khổ và đáng ra là không phải nên bị khổ như thế. Vì thế cho nên từ khi nhỏ thì bố tôi đã khuyến khích tôi như vậy. Cái thứ hai nữa là tôi đã có một cậu em trai. Tất nhiên khi nó là em mình thì nó luôn luôn có những điểm dỡ nát, kém cỏi, yếu đuối, lười biếng, vô số tật của nó. Đấy, khi mà tôi vừa ngồi ở đây thì hiện tại là nó vừa mới đón đứa cháu nội đầu tiên của nó và tôi đã có cháu ngoại trước nó nên mỗi tôi cũng vẫn thăm nó. Cho nên vì vậy thì tôi quá đủ điều kiện để chứng tỏ các loại mềm yếu của đàn ông trước khi đi lấy chồng. Vì thế, với lại thêm một điểm nữa, tôi học chuyên toán. Và học chuyên toán thì nói chung là thường là chúng tôi 50-50 con gái với con trai đặt giải với nhau. Thế cho nên tôi cũng không nhìn thấy đám con trai nó oai gì hơn mình cả. Chính vì thế cho nên tôi có một cái khi lấy chồng thì tôi thấy rất là bình thường. Bởi vì điều đầu tiên là chồng tôi không học giỏi bằng tôi. Đấy. Bởi vì tôi ở thành phố và anh ấy ở là làng. Tất nhiên là người ở làng không thể học giỏi như người ở thành phố. Bởi vì chúng tôi được học nhiều hơn chứ không phải vì tôi giỏi hơn anh ấy. Thế thứ hai là vì kỹ năng sống chồng tôi cũng không bằng tôi. Tại vì là nếu tôi đi về quê thì anh ấy sẽ có kỹ năng sống tốt hơn tôi. Thế ai của anh ấy ở thành phố thì kỹ năng sống của anh ấy không bằng tôi. Đấy, vì thế cho nên cái chuyện mà anh ấy khóc hay là anh ấy tỏ ra yêu đuối trước mặt tôi thấy rất là bình thường. Là bởi vì thực tế mà nói thì mình đang có lợi thế. Nói chung với tôi luôn. Và một trong những điều mà tôi trân trọng ở chồng tôi tức là anh ấy thật với tôi.
những cái lúc mà anh ấy tỏ ra yếu đuối hoặc là anh ấy tỏ ra rằng là anh ấy vất vả hay không ấy được thì tôi thích hơn là những lúc mà anh ấy gồng hơn trước mặt tôi. Cho nên là một người đàn ông mà tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, sau đó tôi có rất nhiều chứng minh, rất nhiều chứng kiến rất nhiều người đàn ông yếu đuối khác, ví dụ như là sinh viên của tôi hay là bồ cũ của tôi hay Anderson gì đó đấy, thì tôi thấy rằng là những người đàn ông ấy họ có can đảm thể hiện bản thân con người họ, và tôi thích điều đấy, tôi không thấy có vấn đề gì cả. Tôi chỉ không đồng ý với người đàn ông khi mà người ta bắt nạt phụ nữ nhưng người ta lại muốn tỏ ra là người ta oai đấy, thì cái đấy là tôi cho rằng lúc ấy tôi cho rằng đó là hèn và tôi thật sự là khinh họ. Ví dụ chẳng hạn như một ông chồng mà lại vừa không kiếm ra tiền vừa thích đi nhậu nhưng về nhà lại bắt nạt vợ để tỏ ra là mình đây vẫn được là chồng ấy, thì lúc ấy là tôi thành thật cho rằng cái lúc cái hành động quá lác ấy mà thể hiện cơ bắp đấy của họ thì lúc ấy đối với tôi lại hèn nghĩ. Ban tổ chức thì tôi yêu cầu tôi mang đến cái góc nhìn về cái kinh nghiệm của tôi, thì chắc là mọi người, các một số bạn đây cũng biết là tôi thì tôi làm về cộng đồng người đồng tính song tính biên giới, chắc là các bạn ấy cố tình sắp xếp ban thì tôi hay nói là điều mà các bạn biết dùng từ trai thẳng không ạ? Các bạn trai nhưng mà straight trai thẳng, tức là các bạn trai nhưng tức các bạn gái thì tôi hay nói là điều các bạn trai thẳng nên trân trọng nhất đó là có một anh bạn gái. Câu chuyện của tôi đó là có một bạn gái, thì bạn này có một bạn thân là trai thẳng, thì bạn trai thẳng này luôn luôn đi coi phim ma trước với bạn gái này, và sau đó đi coi với bạn gái hiểu mục đích không ạ? Và tức là thì bạn thường là bạn trai thẳng này rất là sợ ma, rất là sợ phim ma, và khi đi coi với bạn gái này thì trong rạp thì hú hét rồi ôm rồi la rồi chui xuống gầm bàn nhiều thứ, nhưng mà bạn ấy phải coi trước một lượt đã, sau đó thì đi coi bạn gái thì ngồi rung đùi thì bắt đầu thì bạn gay của tôi cũng nói bạn trai thẳng kia là mày đi coi mày thế này thì mày đi coi bạn gái mày như thế nào, thì bữa tao mới phải đi coi trước đó. Thì bản thân tôi thì cũng có những bạn trai thẳng như thế, và tôi có một điều tôi quan sát thấy, có nghĩa là không phải tất cả mọi người, nhưng mà khi mà đã đạt được đến một cái độ thân thiết ở đó thì các bạn trai thẳng khi có một bạn thân là gay, tôi cảm nhận được là các bạn có cảm thấy cũng thú nhận là các bạn ấy dễ dàng chia sẻ hơn những cái sự bất an của các bạn ấy nhiều hơn nhiều so với khi chia sẻ với cả một người nữ khác hoặc là một người các bạn nam trai thẳng khác mình. Các bạn có thể chia sẻ được cái áp lực và các bạn ấy có thể rống lên về việc là hôn nhân nó tồi tệ như thế nào, các bạn ấy có thể chia sẻ là cái thu nhập của bạn ấy so với khi mà so sánh với thu nhập của vợ hay bạn gái thì cái điều đó nó làm cho các bạn ấy bất an như thế nào, và những điều ấy mà các bạn ấy nói bạn ấy không thể chia sẻ đâu được. Và tôi nghĩ là đôi khi tôi cũng thấy tội nghiệp các bạn ấy khi mà tất nhiên các bạn ấy đang là nạn nhân của chính cái sự nam tính của mình. Rất cảm ơn sự chia sẻ của anh Huy. Nhân vừa rồi thì cô Ánh có nhắc đến việc là cô khuyến khích là đàn ông thì có thể thể hiện được những cái mặt thật của tính cách của mình, những cái cảm nhận suy nghĩ của mọi người, đúng không ạ? Kể cả các bạn LGBT hãy thể hiện cái sự thật của mình. Dạ vâng. Đồng thời thì cô cũng đả kích những cái hành động như là vũ phu bạo lực của đàn ông, đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta cùng thử dạ vâng. Thế thì chúng ta cùng thử nhắc lại một cái sự kiện đã gây xôn xao dư luận vừa rồi ạ. Đấy là hành động là một người đàn ông đã đánh cô tiếp viên hàng không ở sân bay ạ. Giữa khi mà dư luận rất nhiều, tốn rất nhiều cán bộ của báo chí đã lên tiếng để bênh vực cho người phụ nữ đó, trong khi là đồng thời thì là đã đả kích người đàn ông, là tại sao lại có thể bạo lực thô lỗ với người phụ nữ như thế, thì cô lại đăng lên một status rất là chán chiều: tôi bênh đàn ông. Vậy thì cô đã bênh điều gì ở đây, tại sao cô lại đăng lên như vậy? Vâng, tại vì rằng là sau khi tôi có lúc ấy cô lên một cái sự kiện gây rất là nhiều những cái sóng gió trên mạng. Khi tôi theo dõi tất cả những bài viết về chuyện này thì tất cả mọi người đều nói rằng là cái thằng này đánh phụ nữ cho nó đi chết đi. Thế thì xong tôi nghe xong tôi rất là kỳ quái, thì đấy là nó bị phép à? Đấy thì tôi có hỏi trong comment của những cái thằng, thế thì mọi người nghĩ là nếu như cho cái người bị đánh là người đàn ông ấy thì điều này đỡ tội lỗi hơn à?
thì hầu hết được trả lời với tôi rằng thì đàn ông thì dù thế nào người ta cũng còn tự bảo vệ được, và đàn ông với nhau thì cũng có thể còn dùng quả đấm được, nhưng dùng với phụ nữ thì không được ấy. Thế thì tôi cảm thấy điều đấy rất là vô lý ấy, bởi vì là Nguyễn Du đã nói rất rõ ràng rằng là thịt ra ai cũng là người, lòng nào hồng dùng thắng lời chẳng đau. Nếu như ở nhà tôi có em trai, trong nhà tôi có chồng, tôi có cháu trai, ai mà động đến đàn ông nhà tôi cũng như là động đến phụ nữ nhà tôi thì đối với tôi đều cái con như nhau cả. Còn trong truyền thống thì chúng ta đã biết là cụ Ngô Tất Tố đã nói rất là rõ ràng rồi, chị Dậu tuyên bố ngay với Trương Tuần, mày thử động vào chồng bà mà xem, bà sẽ cho mày biết tay. Tại sao lại không, đúng không? Chúng ta phải công bằng, bởi vì rằng là nam giới với phụ nữ nó xét về mặt thể chất thì cũng có một thời điểm cũng không chắc. Tôi cấp qua vừa phải cấp cứu cho một cậu học sinh của tôi, nó có chưa đến 42 cân, suy dinh dưỡng trầm trọng. Mà hôm qua chiều qua thì nó làm event với tôi, xong nó bỏ hôm ăn tối, xong đến kết cục đến tối hôm qua nó bị xỉn. Thế nếu mà đánh cái thằng cu đấy với đánh một đứa ba con gái cũng cùng câu lạc bộ cũng làm như thế, còn cái nặng 50 mấy cân thì theo quan điểm của tôi có thể đánh cái thằng cu đấy hơn chứ, đúng không? Cho nên tôi nghĩ rằng là một khi mà chúng ta trong đời khi chúng ta đánh giá con người không bởi vì rằng họ là con người, mà chúng ta còn đánh giá họ bởi những yếu tố gắn với cái điều đó. Ví dụ như là vì đó là đàn ông hay đàn bà, hay là ví dụ như vì đó là giáo viên hay là công nhân hay bất kỳ thứ tương tự như vậy, nó không phải là gắn với con người, thì tôi đều nghĩ rằng điều đấy là bất công. Nếu ví dụ như hôm qua tôi có một cái status tranh cãi về cái chuyện này thì là cần phải trích dẫn thì trong cái bài diễn văn ấy, thì sau đó thì là có một anh làm ngoại giao đấy, anh nhảy đó anh nói với tôi là lãnh đạo đến cuối thì giờ là trích dẫn đấy. Thế xong đó thì có một người ngồi vào bên này bảo rằng là đại sứ nói là phải đúng hơn giáo viên. Thì tôi chuyện cái chuyện đấy là rất là buồn cười, bởi vì rằng là trong đó có một người khác lại nói là giáo viên thì phải hiểu biết hơn đại sứ. Mà tôi thấy rất là buồn cười, trời ơi, tất cả đó có giáo viên có rất nhiều loại người, đại sứ có rất nhiều loại người, chúng tôi đều là người, người đã là người thì Chúa sinh ra chúng ta cho phép chúng ta có quyền sai sót ấy. Sao lại vô lý thế? Đấy, cho nên là tôi nghĩ là một khi một chuyện gì đấy xảy ra với bất kỳ ai, chúng ta hãy nhìn họ với tư cách là con người. Và trước Chúa thì mọi người đều bình đẳng, tạm nhiên tán thêm thì có chuyện gì khác. Vậy thì mời chú ra ạ, liệu chú đã từng có những cái trải nghiệm nào tương tự như cô Ánh Ngọc Hằng, nên chúng ta dựa vào những định kiến của mình để phán xét đánh giá người khác và quy chụp người ta sẽ cần phải như thế này như thế kia? Dạ không ạ, chú đã có từng trong một cái hoàn cảnh trải nghiệm như thế nào mà nó phải tình huống người khác phán xét tôi chứ ạ? Có thể phán xét chú bảo là người này phán xét người kia trước mặt chú mà chú chứng kiến rồi, chú được biết đến. Người khác phán xét tôi thì tôi gặp khá nhiều. Tiến sĩ giấy, tiến sĩ ngồi phòng máy lạnh, cái kiểu như thế, hoặc là đi Tây về mà đầu đất, kiểu như vậy. Hoặc là, ôi, tiến sĩ nói thì phải đúng. Nhưng tất cả đều là những sự dán nhãn ấy, nghĩa là khá là nguy hiểm. Dán cái nhãn tiến sĩ hay là dán cái nhãn đi Tây về và phải phục vụ xong đúng cái kỳ vọng của họ. Thế còn chứng kiến người ta phán xét nhau thì tôi nghĩ là nó xảy ra hàng ngày hàng giờ, vì trong xã hội rất là dễ kỳ thị hoặc là dán nhãn anh này anh xăm trổ đầy người, anh chắc chắn là xấu, đánh là đúng, hoặc là công an sẽ dừng xe máy của cái người xăm trổ đấy để khám giấy tờ trước. Hoặc là năm ngoái thì có một cậu công an ở đâu Đà Nẵng đánh một người phụ nữ đứng ngoài đường, sau đấy thì anh ấy xin lỗi, anh bảo là tôi tưởng vốn là bại dân nếu mà tôi đánh, chứ là trong đầu anh nghĩ là nếu mà bại dân thì đánh là được, nhưng mà chẳng may cô ấy không phải là bại dân nên tôi xin lỗi. Đấy là những cái ví dụ hết sức là điển hình của việc từ người làm công vụ cho đến người dân bình thường hay định kiến một cái gì người khác. Thì nếu mà chúng ta đang vô hình dán nhãn cho những người đàn ông là phải mạnh mẽ, phải tạo ra được công to việc lớn, phải làm ăn thành đạt được, thì cái điều đấy có vô tình chung ảnh hưởng được gì đến xã hội hiện nay nói chung cũng như là những người đàn ông nói riêng? Tôi nghĩ đây là vấn đề khá là lớn của cho đàn ông nói riêng và cho các xã hội nói chung đó, bởi vì họ sẽ phải gánh trên vai cái hình dung cái trách nhiệm của gia đình của xã hội là họ phải thăng quan tiến chức, họ phải giàu có, họ phải có chức tước, họ phải thành công, họ phải chứng tỏ là nam giới kiếm rất là nhiều tiền, vấn đề thì cái này nó sẽ gây ra những cái áp lực về tinh thần, và khi mà họ thui chột đi, họ bị què quặt về mặt tinh thần thì những người xung quanh sống với họ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
có nghĩa là nên trân trọng và nâng niu họ thì cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. Thay vì là ra cho họ cái nhiệm vụ là phải giết rồng hay là phải chinh phục để đánh thắng Trung Quốc hay là cái gì đấy thì rất là mệt mỏi. Dạ vâng ạ. Thế thì vậy thì em Huy ạ. Tại vì tôi có một câu xin phép nói, nó còn câu rất hay, ta nói ngắn thế này này. Tức là hãy dán nhãn cho cha, đừng dán nhãn cho người. Đấy, thế thôi. Cha thì rõ ràng chúng ta cần phải dán nhãn để cho biết bên trong nó được cái gì. Còn người thì không, bởi vì mỗi một người chúng ta có quyền quyết định về cái bên trong mình được cái gì. Và còn lại hãy tha cho người ta. Nếu thế còn cô có thể nói thêm vài câu chuyện người hỏi, bởi vì tôi nghĩ rằng là thực sự mà nói chúng ta dán nhãn cho đàn ông, dán nhãn cho đàn bà thế thì chúng ta thường nghĩ rằng như vậy là một mặt thiện cho đàn ông hoặc là thiện cho đàn bà. Nếu ví dụ chúng ta nói là đàn ông thì mạnh thì chúng ta đầu tiên thì mình sẽ nghĩ đến phụ nữ bị thiệt. Thế nhưng trong đó thực tế chứng tỏ là đàn ông bị thiệt phải học xì chết hơn. Thế bây giờ cái ví dụ mà mình đưa ra về chuyện là phụ nữ chết nhiều hơn trong lũ lụt thì nó cũng tương ứng với chuyện là ai tự sát nhiều hơn. Thế giới đều chứng tỏ là đều có thông kê rằng đàn ông tự sát nhiều hơn, nhưng đến lúc tai họa thì phụ nữ chết nhiều hơn. Hai cái chết đấy nó khác nhau nên tôi có chủ đề khác và nền bản cũng là đây. Nhưng tuy nhiên thì một khi chúng ta làm như thế thì bản thân cái người được công nhận đấy họ cũng sẽ rất vất vả, tại vì họ không được sống thật với con người của họ. Thế còn ngược lại thì cái người không được công vinh thì cũng sẽ không có khả năng phát huy cái khả năng của họ. Cho nên là tôi đồng ý với câu của anh Lan một nửa, anh Lan nói là nên nâng niu đàn ông. Còn tôi thì tôi nên nói rằng là chúng ta hãy nâng niu lẫn nhau. Tôi sẽ nâng niu người nào nâng niu mình. Còn nếu như mà anh Lan đã sủ nợ với tôi thì từ sau chuyện đi tôi cũng sẽ sủ với anh Lan. Nói về gánh nhãn thì chúng hay nghĩ là nó ảnh hưởng đến nhiều khi những cái quyết định rất là lớn lao cuộc đời của Lan. Nhưng mà tôi có những số ví dụ mà cái việc gán nhãn nam thì nên gì và nữ thì nên gì, đôi khi nó còn ảnh hưởng đến cả những thứ rất là nhỏ khác nữa. Nếu mà thuật ngữ tiếng Anh các bạn có thể search cái từ là fragile masculinity. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ là những người đàn ông yếu đuối thì cái thuật ngữ này nó ý nói là sự mong manh của nam tính. Và nó đưa ra những cái rất là ví dụ về ngành của marketing. Và tôi có cái ví dụ Việt Nam là các bạn biết sự lâu năm ở Việt Nam bao năm rồi bán ở ngoài đường những cái gói màu vàng rất là phổ thông. Cái đến một ngày thì khi mà những cái diễn ngôn về việc là uống sữa đậu nành giảm lượng tinh trùng chẳng hạn rất là nhiều đúng không? Có những cái bài báo hay là gì đó hay là những cái lời truyền nhau là đàn ông thì không nên uống sữa đậu nành chẳng hạn. Gia đình tôi, bản thân gia đình tôi cũng hay nhắc nếu mà uống đàn ông thì nó bị nữ hóa. Thế là cái công ty này họ quyết định ra là sữa đậu nành dành cho nam giới. Tôi không biết lắm là sữa đậu nành làm cho nam giới thì nó khác gì thành phần với sữa đậu nành dành cho nữ giới, liệu nó có làm tăng lượng tinh trùng lên được không? Tuy nhiên khi mà tôi nhìn cái design bằng cái mà góc cạnh một cái chai mà rất là vừa tay và hình quảng cáo là như thế này và chai hoàn toàn màu đen, tôi nói là chỉ cần nhìn cái lượng cái hình design của chai thôi là lượng testosterone đã đang tăng cao rồi, chưa cần được uống. Việt Nam thì không đến nổi đúng không? Mặc dù là một số cái người tình lý tổng thì bắt đầu phân ra. Mà nếu các bạn search cái từ mà fragile masculinity các bạn sẽ thấy đôi khi nó lên cái sự ngớ ngẩn và dùng từ thậm chí là mất trí. Nào là nến thơm dành cho nam giới hay là chai la vi này thì chỉ dành cho nữ giới thôi, nam giới thì không thể uống cái chai rất là nữ tính như thế này được. Hay là khăn trải giường dành cho nam giới, hay là bắt đầu tôi nghĩ là không, liệu không lúc nào đó mà phải có sữa tắm mùi khói xe hay không mới đủ gọi là bảo vệ được cái sự mong manh của nam tính này. Thì đôi khi là, và tôi tin ngày đó sẽ tới Việt Nam. Nếu các bạn thấy nhớ ngày hôm nay mà 10 năm nữa các bạn sẽ coi cái ngành marketing Việt Nam, họ sẽ bắt đầu đẩy lên về cái sự khác biệt và cái phân khúc như vậy. Và thật ra là họ có lý do để làm việc đó, tại vì những nghiên cứu nó đã chỉ ra rồi. Tôi không nhớ nhưng mà nó đã chỉ ra là cái việc mà phân ra như vậy thì nó sẽ làm tăng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận gì đó. Và nó kích thích nam giới mua những cái sản phẩm mà ở những cái thị trường phi truyền thống một chút. Vì vậy chúng ta đang thấy là chúng ta rõ ràng đang đôi khi thay vì là chúng ta đã nói là chúng ta sinh ra là có định kiến, nhưng mà đôi khi vì một số lý do chúng ta càng lúc càng tạo ra nhiều cái định kiến đó. Vậy thì em xin hỏi anh Huy thêm một chút nữa. Là một người làm về nhân quyền, tức là thường xuyên phải đối mặt với cả những cái định kiến, chúng ta đấu tranh lại với định kiến đó. Thế anh cảm thấy là cái khó khăn gặp phải nhiều nhất khi mà phải đấu tranh với số đông với những định kiến như thế là gì? Hỏi khó nhỉ?
khó khăn nhất à? Tôi nghĩ làm không chỉ là làm về vấn đề là xã hội mà làm về mọi thứ thì nó đều khó khăn nhất ở việc là làm sao để chúng ta thay đổi được làm sao chúng ta thay đổi được thực sự là cái trải nghiệm của cái người chúng ta đang muốn làm. Thực ra như nếu mà mọi người nghĩ rằng là nam, những cái định kiến về giới chỉ tác động đến nam giới, nữ giới, dị tính thì điều đó hoàn toàn sai, bởi vì bản thân cộng đồng LGBT của mình và khi mà mình làm việc, thực ra cái mấu chốt của cộng đồng LGBT khi bị phân biệt đối xử cũng hoàn toàn đó là về định kiến giới mà thôi. Mình có một người bạn rất là nổi tiếng, bạn này bạn ấy nói là ok, bạn ấy chấp nhận được cộng đồng người chuyển giới, nhưng mà bạn ấy chỉ chấp nhận được các bạn mà từ nữ mà chuyển sang nam thôi, còn các bạn nam mà chuyển sang nữ thì các bạn ấy tự nhiên không chấp nhận được. Đại khái cái kết của bạn ấy là cái việc mà nhìn một người nữ giống một người nam thì nó dễ chịu hơn việc là việc nhìn một người nam giống một người nữ. Ở đây có bao nhiêu bạn bị cái hội chứng tâm lý đó, tức là nhìn biết cụ thể hơn nhé, ok cảm ơn các bạn, cụ thể hơn, rất nhiều người trong chúng ta nhìn một bạn nữ ăn mặc đồ nam cắt tóc ngắn chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với nhìn một bạn nam mà mặc váy và để tóc dài và môi son má đào má phấn. Có bao giờ chúng ta hỏi là cái gì nó đằng sau chúng ta nó dẫn đến cái tâm lý đó mà? Thật ra là có, bởi vì chúng ta đang thấy rằng sự nam tính đang bị tổn thương. Khi mà chúng ta nhìn vào một anh nam mà mặc đồ nữ đó, tại vì khi mà chúng ta nhìn một người nữ mà mặc đồ nam thì chúng ta tất nhiên nếu có sự kỳ thị xảy ra thì đó là sự kỳ thị của việc là tại sao một người nữ mà lại dám khẳng định vai trò của mình như một người nam. Còn khi mà chúng ta nhìn một người nam sống hay là mặc như một người nữ thì chúng ta nói là cái anh này đã làm tổn thương cái giá trị nam tính. Và có một cái nghệ sĩ, thật ra mình tân dưỡng cái hình, các bạn search thành nghệ sĩ thì nghệ sĩ này là một rocker và các bạn biết rocker như thế nào rồi. Và anh ấy hưởng cái chiến dịch, bạn ấy mặc cái đồng và sau đó phát một cái giỏ và anh ấy nói là tôi không xấu hổ khi mặc đồ của phụ nữ, bởi vì tôi không nghĩ là phụ nữ là một cái tính từ đáng xấu hổ. Và đơn giản là chúng ta nghĩ rằng một người nam khi mà họ phải hạ xuống để làm người nữ thì đó là cái sự sỉ nhục, đó là một sự xúc phạm và chúng ta không chấp nhận được việc đó. Tuy nhiên khi một người nữ được nâng lên làm một người nam thì chúng ta thấy dễ chấp nhận hơn. Như vậy thì cái mấu chốt đây là việc là chúng ta đang coi cái gì là cao hơn cái gì, đúng không? Và nó cũng dẫn đến là việc những tất cả những định kiến khác cộng đồng LGBT, ví dụ người đồng tính nam mà nam tính thì chúng ta ok, chúng ta nói đồng tính thì cũng là nam giới mà, cho nên đừng có mà kiểu như thể hiện nữ tính quá là được. Hay chúng ta sẽ chấp nhận Hương Giang Idol hơn là Tùng Sơn, tại vì chúng thấy ok, đã là người chuyển giới thì hãy chuyển giới cho hoàn toàn đi, đúng không? Hay là hãy làm một người chuyển giới đẹp đi, chứ đừng làm một người chuyển giới xấu, đừng làm một thằng đàn ông mà như thằng đàn bà. Đó là tất cả những cái mà thực ra nó nằm đằng sau những cái định kiến mà trong chính bản thân cộng đồng này chúng ta cũng đang gặp phải. Vậy thì rõ ràng là bất bình đẳng giới đang xuất hiện không chỉ ở phụ nữ, ở đàn ông, ở trong LGBT nữa, đúng không ạ? Thực ra mình cũng muốn khẳng định LGBT thì cũng là đàn ông và phụ nữ không? Chúng ta chỉ khác nhau là việc chúng ta yêu ai, không phải là ở đây chị Ánh đại diện cho phái nam, anh Giang đại diện phái nữ, của tôi là đại diện cho giới tính thứ ba. Nó là cái xu hướng tình cảm. Vậy thì cô Ánh, không biết là cô có suy nghĩ như thế nào về vai trò của bình đẳng giới hiện nay đối với sự phát triển của xã hội, và cô có cho rằng chúng ta hiện nay phải đấu tranh vì bình đẳng giới không? Đúng không, thì rất tình cờ thì tôi vừa mới có một cái nghiên cứu về cái gọi là tinh thần khởi nghiệp của nữ doanh nhân. Rất tiếc là sau khi một hồi dài xin tài trợ không nổi thì kết cục tôi xin được ít quá, và hình thành thì làm ở khu vực phía Bắc quanh Hà Nội, không khi được đủ tiền để làm trên toàn quốc như là tôi mong muốn ban đầu. Tuy nhiên thì khi mà làm về cái điều đấy thì tôi thấy một vấn đề rất là rõ ràng, tức là phụ nữ ở Việt Nam thì tinh thần khởi nghiệp có phần là nhiều hơn nam giới. Tại vì là chúng ta trong văn hóa có một điều rất đặc biệt, tức là ở truyền thống của Việt Nam thì phụ nữ mới là người buôn bán, nam giới không thể người buôn bán. Chúng ta nên nhớ trong trường lịch sử thì phụ nữ là những người đi buôn, bán vải, bán gạo gì đó để chồng đi học.
và đến khi chồng làm quan thì phụ nữ sẽ không phải đi bán hàng nữa. Tôi chưa tìm thấy cái điều này ở bất kỳ một nước nào trên thế giới mà có tinh thần gọi là trọng nam khinh nữ cả. Trong tất cả những nước có tinh thần trọng nam khinh nữ, tôi thấy Việt Nam là duy nhất như chuyện này. Nếu mà những nước khác phụ nữ có đi làm ở trong trường thì bị lầm lẫn, nhưng ở Việt Nam thì là phụ nữ đi buôn. Và chính vì thế cho nên tức là cái tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ là lớn. Tuy nhiên thì tôi đã tìm ra được những cái bằng chứng rằng là phụ nữ chỉ đi làm kinh doanh ở mức độ nhỏ. Quy mô doanh nghiệp của nữ luôn luôn nhỏ hơn quy mô doanh nghiệp của nam. Tất nhiên là ta không lấy những ví dụ được tiếng Việt mà tức là đang nói về số liệu thống kê thì thường nhỏ hơn, là lý do rằng là hầu hết phụ nữ đều được khuyến khích rằng là cô ta thường là khởi nghiệp vì hai lý do. Lý do đầu tiên là vì khi mà truyền thống gia đình, tức là bố cô ta để lại doanh nghiệp thì cô ta phải bắt buộc tiếp tục. Hai là khi gia đình cô ta gặp khó khăn về kinh tế, tức là người chồng mất đi hoặc là người chồng mất việc hay cái gì đó thì cô ta phải nên khởi nghiệp. Chứ cô ta không có, thường rất hiếm người khởi nghiệp do bản thân mình muốn. Nên những người mà khởi nghiệp do bản thân mình muốn thường là người có học. Chứ còn người không có học thì người ta không làm như vậy. Tuy nhiên thì lại có một cái giờ tiếp theo là phụ nữ thường sẽ chỉ dừng lại ở mức độ vừa vừa, tại vì được khuyến khích là nên dành nhiều thời gian cho gia đình. Và đến khi chồng cô ta có việc hay là đã kiếm được tiền thì cô ta một là sẽ không phát triển nữa, hai là thậm chí ngừng hẳn. Đấy. Và có rất nhiều người phụ nữ đã nói với tôi rằng là trước kia thì em đang mở spa này, hay là em mở shop bán cái nọ cái kia vân vân gì đó. Tuy nhiên thì kể từ khi mà kinh tế gia đình khá lên thì mọi người đều bảo em là như vậy thì sẽ mất chồng này, rồi sẽ không làm chồng nghĩa vụ với con này, ABC gì đó. Và cuối cùng thì em tiếc lắm nhưng mà em đành phải thôi. Đấy thì cái điều đấy nó cho thấy một vấn đề rằng là có một cái cuộc điều tra khác nữa, đó là cuộc điều tra SEM, là Global Entrepreneurship Monitor, để phải tôi nhớ không nhầm. Thì cái cuộc điều tra nó cho thấy rằng là cái mức độ phát triển của tinh thần khởi nghiệp thì nó ảnh hưởng rất lớn đến GDP của một quốc gia. Thế là nếu như khi cái tinh thần khởi nghiệp của quốc gia nó phát triển thì GDP của quốc gia cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Thế nhưng mà một khi mà tinh thần khởi nghiệp mà bị kiềm chế thì GDP của quốc gia đấy cũng đi xuống. Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là phụ nữ ở Việt Nam bây giờ là đang bằng năm tới 50-50, thì một khi mà tinh thần khởi nghiệp của 50% dân số bị dìm xuống thì đương nhiên là GDP của chúng ta cũng sẽ bị dìm xuống. Và năm trước thì tôi có viết một cái bài báo, tại vì lần đấy thì cũng có một chị làm về phong trào bình đẳng giới, thì chị có đặt hàng tôi là viết cho chị một cái bài báo về cái gọi là sự cần thiết của phụ nữ phải có sự nghiệp. Thì tôi có viết cái bài đó trong VN Express. Rồi cái bài đó tôi không ngờ, tại vì tôi chỉ kể về cái trải nghiệm của bản thân tôi, tức là khi mà tôi cũng đi học hành như mọi người cũng biết, thứ là nhà như tôi cũng có một niềm tin rằng là phụ nữ thì không nên đi làm quá nhiều, nên ở nhà và nên chăm chút chăm con. Tôi cũng tin là một điều ấy, tại vì mọi người thường nghĩ mà xem đứa trẻ cho đến khi 3-5 tuổi ấy, thì thực tế mà nói ấy, là ví dụ như tôi cho con tôi ăn thì nó mới ăn nhiều, chứ để không cho nó không ăn nhiều. Rồi tôi có thể biết là khi nào nó ốm nó khỏe, còn người khác thì không thể biết được điều đấy. Nhưng tôi cũng tin là tôi nên hạn chế bớt vì con cái. Thế nhưng mà sau đó thì nó có một cái biến cố trong gia đình. Và nó lúc ấy là chồng tôi đi có một vài cái điều không hài lòng trong công việc, thì dẫn đến là thu nhập của anh ấy rất là kém. Đấy, thế đấy thì, và một cái biến cố nữa là có một lần thì bọn tôi cũng có dự định là sẽ phải chia tay nhau. Thì mà đến khi đến lúc ấy thì tôi mới phát hiện ra được một điểm là tôi thật sự mà nói là với cái nghề nghiệp trong tay của tôi thì tôi không đủ khả năng để đảm bảo cho gia đình. Tôi không thể đủ khả năng để lo cho con tôi như là tôi mong muốn. Và nếu trong trường hợp như vậy thì tôi sẽ bắt buộc là phải chia đôi con. Và cái điều mà tôi không mong muốn hai đứa con tôi, thứ nhất là không ở với tôi, và thứ hai là sẽ không được ở với nhau. Và thứ ba là nó sẽ phải nhận một người nào đấy mà tôi không biết là mẹ nào. Thì cái điều đấy là điều tôi không bao giờ muốn cả. Thì nhưng mà đến khi mà tôi chiến đấu để giữ được cái điều đấy, tôi phát hiện là nếu tôi giữ con tôi lại thì tôi không đảm bảo cho nó một cuộc sống như là tôi mong muốn. Và đúng rồi, tôi mới phát hiện ra là tôi vô cùng ngu xuẩn khi mà tôi lại nghĩ rằng là tôi không nên có sự nghiệp và nên chăm sóc con. Tại vì khi mà tôi từ chối sự nghiệp thì tức là tôi đã làm cho con tôi mất cơ hội. Và kể từ cái lần đấy trở đi thì tôi không bao giờ để ý những điều này nữa cả. Tôi sẽ sống hết khả năng của tôi, hết cái mức độ mà tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được, để tôi tin rằng là tôi sẽ làm cho con tôi có thể trông cậy vào tôi. Tại vì đến lúc có thì tôi giới thiệu với nó tôi là ai để nó trông cậy vào tôi. Và một điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra, tức là khi mà tôi thoải mái với công việc của tôi vui vẻ hơn, thứ nhất là thì tôi hạnh phúc hơn. Cái điểm thứ hai là
là con tôi kính thức tôi. Và điều thứ ba là con tôi phát triển rất là tốt, tức là nó biết tự chủ cho công việc của nó có thể tự lo được bản thân nó có thể đi nước ngoài, nó có thể lập gia đình, nó không phải sợ sợ vào ai cả. Cho nên là tôi tin rằng là với đất nước hay với mỗi một con người, dù chúng ta là nam hay là nữ, thì ta bao giờ cũng nên sống hết cái bản thể của mình, hết khả năng tốt nhất của mình. Và như vậy thì thứ nhất là ta hạnh phúc, và khi ta hạnh phúc thì những người xung quanh ta cũng hạnh phúc, và mỗi một cá nhân hạnh phúc thì sẽ làm cho đất nước này phát triển hơn. Xin cảm ơn những chia sẻ của cô ạ. Rõ ràng thì chúng ta đấu tranh cho bình đẳng giới thì không phải là làm những cái công việc quá đa to bùa lớn, mà thậm chí trong gia đình, trong công việc chúng ta thay đổi cách sống, cách suy nghĩ cũng là đấu tranh cho bình đẳng giới, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần giao lưu chia sẻ giữa MC với khách mời ở đây và nhường cơ hội đặt câu hỏi cho các bạn khán giả ở bên dưới. Ban tổ chức hiện nay thì đã nhận được rất nhiều những câu hỏi. Ban tổ chức ở đây thì đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn khán giả ở bên dưới á. Trước tiên thì mình đang có câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Nhung dành cho tiến sĩ Đặng Hoàng Gia. Bạn Nguyễn Hồng Nhung có mặt ở đây không ạ? À, xin mời bạn đứng dậy để đặt câu hỏi trực tiếp cho các vị khách mời ở đây. Câu hỏi đầu tiên của bạn là tại sao bất bình đẳng giới lại tạo ra cái chết cho phụ nữ trong thiên tai? À, cái này là anh Huy đã nhắc đến đúng không ạ? Anh Huy có thể giải đáp cho bạn ý thắc mắc này. À, mình đã nói là tại vì nó không thuộc phạm vi này lắm, nhưng mà bạn sẽ thấy là nó liên quan nhiều vấn đề, ví dụ thậm chí cả từ cái lao động di cư, rồi tại vì những cái vùng mà xảy ra lũ lụt thì cái phân bố di cư như thế nào, nó xảy ra một cái dịch bệnh, rồi những cái chăm sóc sau thiên tai. Nói chung nó là một cái nó có liên khá nhiều yếu tố, nên mình nếu mà có thì mình sẽ gửi thông tin lại cho bạn sau. Dạ vâng, đừng với câu hỏi thứ hai của bạn ấy ạ. Nạn nhân của định kiến giới chịu áp lực định kiến từ phía xã hội từ hay từ chính bản thân họ? Đây là câu hỏi khá là hay, khá là quan trọng, như là cái lý do mà cái bất bình đẳng nó tiếp tục như thế nào. Thì theo cái hiểu biết hạn chế của tôi sẽ là xã hội là cái nhân tố đầu tiên tạo ra bất bình đẳng đấy và tạo ra một cái sức ép. Ví dụ như là phụ nữ thì phải ở nhà nuôi chồng nuôi con, không được đi làm mà làm sự nghiệp. Thế nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái xu hướng là những cái người mà trong cuộc họ sẽ nội hóa cái vai trò đấy, vai trò nạn nhân này của họ, và họ tin rằng là như thế thì là đúng. Và từ đó trở đi thì họ cư xử, họ có những cái hành vi giống như là xã hội mong chờ của họ. Và có đó họ đã tái gọi là reinforce, là họ tái xác nhận những cái bất bình đẳng đấy, và nó tạo thành một vòng tròn khép kín. Cho nên là nó mới xảy ra những trường hợp như là người mẹ, xin lỗi, người bà ngoại thì mới khuyên con gái là thôi bỏ hết sự nghiệp đi để mà làm nuôi chồng nuôi con. Và người mẹ cũng sẽ khuyên người con gái, tức là người cháu, là sẽ như thế đi, vì nó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và những người phụ nữ đấy thấm nhuần cái vai trò nạn nhân của mình, họ cũng không nghĩ rằng đấy là bất công nữa, họ nghĩ rằng là phải như vậy. Thậm chí có những cái nơi rất là kinh khủng, như là những một số nước ở châu Phi chẳng hạn, thì họ cắt cái âm vật của con gái ấy, khi mà mới trưởng thành hoặc là đang trưởng thành. Và trong trường hợp đấy là người bà ngoại có thể là sẽ giữ cái đứa cháu gái lại để người mẹ làm cái động tác cắt đấy cho đứa cháu gái. Và đấy là một cái hành vi, một cái hành động mà nó bị cấm, mà cái thực hành bị cấm hiện nay, nhưng mà nhiều nước họ vẫn đang làm cái chuyện đấy. Và chúng ta hình dung là những người phụ nữ trong gia đình đấy làm cái việc đấy cho những đứa trẻ để phục vụ cho cái yêu cầu của xã hội nam giới. Thế thì những người mà làm công tác muốn phá cái bất bình đẳng đấy thì sẽ phải không những là thay đổi cái nhận thức của xã hội, tức là của
đàn ông, của truyền thông, của chính quyền, mà còn phải thay đổi cái nhận thức của chính những người nạn nhân như thế, và phải để cho họ ý thức được rằng họ đang là nạn nhân và họ cần phải vượt qua, cần phải thoát khỏi cái tình huống đấy thay vì tiếp tục sống với nó, bởi vì họ đã được trao cái giá trị đấy từ lúc họ còn nhỏ. Cảm ơn chú Gia. Ban tổ chức vừa nhận được một câu hỏi rất thú vị của bạn Vũ Thị Ngọc Khánh ạ. Mà cô Ánh có vẻ cô rất là hứng thú với câu hỏi này. Bạn Ánh ở đây có thể đọc câu hỏi Khánh. Bạn Khánh ạ. Bạn Khánh có thể đặt lại câu hỏi với cô. Em vừa biết rồi ạ. Thế mình xin phép được đọc giúp bạn nhé. Nếu khi người đàn ông được phép yếu đuối mà họ dừng con việc trở nên nam tính không phải là điều bắt buộc, vậy thì phụ nữ phải nhìn vào đâu để đánh giá và lựa chọn người chồng của mình? Vâng, thì tôi không nghĩ rằng là thứ nhất là chúng ta phải biết rằng nam tính và khái niệm không phải là do tự nhiên sinh ra. Nam tính là một khái niệm do văn hóa tạo ra. Thế nào là nam tính và thế nào là nữ tính thì được hiểu rất khác nhau trên phạm vi toàn thế giới này. Ví dụ như là khi tôi qua công tác ở Đan Mạch và Thụy Điển thì tôi phát hiện ra được một điểm rằng là người bế con nhiều hơn lại là đàn ông. Người bế con và cho con uống nhiều hơn là đàn ông. Tại bởi vì là không phải người phụ nữ cũng không đủ sữa. Nhưng mà người đàn ông sẽ là người có trách nhiệm lo về cái chuyện mà nó tên dậy, xong rồi cho con ăn, pha sữa cho con, rồi ru cho nó ngủ, vân vân. Và như cá nhân tôi thì tôi nhìn thấy rằng đấy là hành động nam tính nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tại vì cái điều mà tôi chứng kiến được, tức là lúc ấy nó là một chuyến bay, tôi bay qua đêm từ Bangkok đi sang Copenhagen. Và tôi nhìn thấy một người đàn ông cao khoảng chừng 1m9, đầu chọc lóc. Anh ta chắc là không phải nhà giàu, bởi vì anh ta mới đi qua economy. Và anh ta ăn mặc cũng rất là xoành xoàng. Anh ta hai vợ chồng định một đứa trẻ chắc là chỉ được 2-3 tháng. Và cái đứa trẻ thì đêm nó khóc rất là dữ. Thế nhưng mà tôi nhìn thấy là cả đêm thì cái người đàn ông mà trông có thể nói là hình thù chẳng có gì đẹp, thô. Và anh ta ôm đứa trẻ ở trong cái bàn tay của mình, mà có thể nói là cái đứa bé nó nhỏ đến mức độ là hai cái lòng bàn tay của anh ta là có thể đặt vừa với đứa nhỏ đó. Đấy. Nhưng anh ta ôm nó trong trước ngực như thế này, vừa đi dọc cái hành lang trên cái máy bay đó. Và anh ta vừa đi vừa hát nhẹ nhẹ cho đứa bé nó ngủ. Để còn cái người vợ được ngủ yên trên cái giấy ghế của ba người. Đấy. Thì tôi có thể nói rằng là nói chung là gia đình tôi như tôi vừa mô tả, ba thế hệ đàn ông theo quan điểm của tôi là tương đối tốt so với lại xã hội Việt Nam này. Tôi không có gì để phàn nàn nhiều. Tuy nhiên thì tôi có thể thấy rằng đấy là hành động mà nam tính nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời của tôi. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta sống với một người thì chúng ta hãy nhìn vào cái điều mà gọi là cái điều tấm lòng của người ấy dành cho mình. Còn tôi không bao giờ nghĩ rằng là người chồng của tôi thì phải tỏ ra là hung hăng hay là gì đấy. Vì những cái lúc ví dụ chẳng hạn chồng tôi luôn giỏi hơn tôi trong việc tìm đường, thì thế tôi cứ ra đường là 100% tôi hỏi ông ấy rằng là anh ơi bây giờ em sẽ trái hay sẽ phải. Có một cái thực tế ở gia đình tàu nhà tôi là tôi biết lái xe trước chồng tôi. Tuy nhiên là tôi biết lái xe nhưng tôi không biết đường. Vì thế thì là mỗi một lần tôi lên đường đi ô tô, thì ông ngồi cạnh tôi và ông chỉ ở tôi là em đi bên trái hay bên phải. Thế thì tôi cứ theo ông và tôi đi. Tôi không bao giờ cảm thấy rằng điều đấy có nghĩa là tôi giỏi hơn ông ấy. Vì tôi vẫn phải có cả nó. Nhưng ngược lại thì rõ ràng là ông cũng cần tôi, tại vì lúc ấy ông không biết lái xe. Đấy. Thế thì trong khi đó thì tôi lại tốt hơn ông ấy rất nhiều trong những cái chuyện như là kiểu vấn đề chi tiết, để đàn ông phải chủ động chi tiết. Thế tôi nghĩ là cuộc sống nó chỉ là một sự cộng sinh. Nếu như chúng ta hai bên thứ nhất là có lòng với nhau, và thứ hai là có trách nhiệm với nhau, thì tôi không nhìn thấy có cái gì nói đến là nam tính hay nữ tính. Chúng em được bình luận thêm một chút. Thực ra tôi không có ý kiến gì phản đối hay ý kiến của chị Bánh hay chị Ánh, nhưng mà có vẻ như câu hỏi của bạn hơi khác một chút, đúng không? Câu hỏi của bạn đó là nếu như tất cả đàn ông đều yếu đuối cả thì làm sao mới được sống đây, đúng không? Thế thì cái chữ yếu đuối ở đây theo tôi là cũng nên phân tích nó một chút, bởi vì người yếu đuối đấy chưa chắc đã phải là một đức tính, chưa chắc đã phải một phẩm chất, đúng không? Ví dụ người yếu đuối đấy là người không dũng cảm, hay là không bền bỉ, hay là hay bỏ cuộc, hay là động ý là khóc, vân vân, thì cũng có thể là một vấn đề, đúng không? Thế nhưng mà cái yếu đuối đấy theo hiểu theo nghĩa tiêu cực đấy thì nó cũng sẽ là một vấn đề chung cho cả nữ và cả nam. Nếu một người nữ mà cũng yếu đuối theo cái dạng động ý là khóc và không dũng cảm và không bền bỉ thì cũng sẽ là vấn đề đối với người đàn ông, đúng không?
không hiểu là có tâm ý của bạn không? Cái sự yếu đuối mà bạn nói là có thể là vì đấy không hay là như thế nào? Ý của em là nếu mà người ta có thể đấu tranh được cho việc đàn ông không được, đàn ông không phải lúc nào cũng nam tính nhá, thì sẽ dần dần cái việc yếu đuối nó sẽ trở thành bản tính đi thôi. Trên thực tế mà nói bạn hiểu thế nào là nam tính? Cái vấn đề là chúng nó chúng ta hiểu thế nào là nam tính? Thế nào là nam tính và thế nào là yếu đuối? Đấy. Yếu đuối là không xách được 30 cân hay là yếu đuối là động tí là khóc, hay là yếu đuối là bỏ cuộc nhanh, hay là như nào? Không có chỉ tiến thủ. Ok, theo bạn, tôi hiểu gì hình dung cái tư duy của bạn là nam giới hay nam tính thì bằng chỉ tiến thủ. Và cái đấy là phải là một phẩm chất của người chồng tương lai. Có những người họ thích lấy chồng là nghệ sĩ hả bạn? Suốt ngày thì đàn sáo thôi, làm vườn, làm thơ. Thơ không ai mua cả, không bán được, không in ra được. Có những người rất thích là lấy chồng là người chăm lo cho con, nấu ăn rất là giỏi, dỗ con khóc rất là giỏi, vân vân. Không sao cả. Thì chi tiến thủ chỉ là một trong những phẩm chất của con người nói chung, kể cả phụ nữ và đàn ông. Nếu như với bạn tiêu chí có bạn trai là chi tiến thủ thì bạn xin mời bạn chọn người có chi tiến thủ. Tức là mình hiểu cái câu hỏi của bạn là xã hội hiện nay rất nhiều cha mẹ dạy cho con cái, con dạy cho con gái của mình ạ, phải lấy thằng nào có chính tiến thủ, chứ không ai dạy cho con trai là phải lấy các cô nào có chính tiến thủ. Rất là ít thì người ta nói sau đấy đúng không ạ? Anh nói thêm một chút là mình, tôi rất dị ứng với chữ chính tiến thủ này. Tôi nghĩ đây là một cái từ có vấn đề nhất của xã hội Việt Nam và xã hội hiện nay nói chung. Cái mà ta gọi là thành công người đấy gọi là thành đạt đấy, chính tiến thủ đấy, là nó đẩy người ta lao vào một cuộc chạy đua về tiền tài, về vật chất, về chức tước. Và trong cái cuộc đua đấy thì người ta có thể đánh mất rất là nhiều thứ. Người đánh có thể đánh mất những cái giây phút người ta sống với vợ người ta, con người ta, họ hàng người ta, sống với thiên nhiên, sống với nghệ thuật, sống với chính bản thân mình. Và khi có những người đến lúc đi về hưu rồi thì họ mới thấy là cuộc đời của họ thực sự là vô vị, rồi không biết họ là ai, họ không bao giờ có cảm nhận được những cái đẹp xung quanh, và tất cả nó chỉ là cái trí tiến thủ thôi, là phải thắng người này, thắng người kia trong chuyện viên trưởng phòng hay là phó khoa hay là giám đốc hay là gì đấy. Đấy là cuộc đời tôi nghĩ là rất là kinh khủng. Tôi nghĩ là cần phải gạt cái chữ đấy mà phải. Tôi nghĩ là có một từ khác mà bạn nên thay cho từ chính phủ. Đó là cái từ mà gọi là self-improvement, tức là luôn luôn làm cho bản thân tiến bộ, cầu tiến, tư duy chính xác. Thế mình ví dụ như tôi có thể là người đàn ông ở nhà mà nấu cơm cho vợ. Ví dụ như là tôi đã từng đến nhà một người bạn của chồng tôi. Chị ấy là đại diện của một văn phòng nước ngoài ở Việt Nam. Còn chị mang chồng thai, chồng chị sống ở nhà và chăm ba đứa con, hai người có ba đứa con. Ông ấy nội trợ toàn bộ. Và mỗi một ngày ông nấu cơm cho mình. Vậy thì tôi thấy là người đàn ông nó có sự tiến bộ, cầu tiến, và tôi thấy thế là đủ rồi. Chúng ta thì đang, tại vì cái câu hỏi của bạn xuất phát từ việc là chúng ta đang cố đấu tranh giảm sự gia trưởng mình, và khi bạn mình nghĩ khi mà đàn ông mất hết tất cả những cái mà chúng ta cho là xấu bây giờ thì làm sao chúng ta lấy được chồng. Nhưng mà giả sử ở một lúc nào đó nếu mà chúng ta ngược lại một chiều hướng ngược lại và xã hội Việt Nam chỉ còn toàn những thằng côn đồ và những thằng đàn ông gia trưởng thì bạn có nghĩ bạn lấy được chồng không? Nghĩa là ở hai cái cực thì đúng là khi một người đàn ông hoàn toàn mất hết những cái phẩm chất cần có một con người, chẳng hạn như không có sức vươn lên, không có bất kỳ cái gì, hay là ở một cái chiều hướng ngược lại thì nó đều là cái xã hội mà chúng ta không mong muốn hết. Nghĩa như vậy, nó trải qua những cái cách diễn ngôn khác nhau của cái yếu đuối hay là mạnh mẽ. Chúng ta có một cái câu hỏi khác từ một bạn khán giả không rõ tên ở đây ạ, để cho ba vị khách mời, đấy là đấu tranh bình đẳng giới có phải là cuộc đấu tranh vị thế giữa nam và nữ? Anh Minh. Mình thì mình nhìn con người không theo con mắt lắm là nam giới hay nữ giới. Mình nghĩ nam giới, nữ giới nó là cái bẩm sinh mà mình nhìn theo nhiều hơn, mình nam tính và nữ tính là những cái khái niệm quy định của xã hội. Như vậy thì mình kể chuyện một chút là mình trong một cái mình có làm một tổ chức về ấu dâm, tức là khi mà mình nghiên cứu ra thì mình thấy là ấu dâm thì nó là hành động đúng không ạ, nhưng mà ái nhi nó là cái xu hướng. Có những người mà thực sự là họ không thể thích một người trưởng thành được, họ chỉ có thể thích một người mà truyền thành thôi, và đó là cái mà họ không thể thay đổi được.
nhưng cái mà họ thay đổi được đó là họ có thực hiện cái hành vi đó hay không. Tại vì cái hành vi của họ nó sẽ ảnh hưởng xâm phạm đến người khác, đặc biệt ở đây là trẻ em. Thì như vậy có một cách tiếp cận khác là thay vì trừng phạt, thay vì làm cho họ đánh, cho họ lui vào bóng tối, thì một cách nữa là hãy đưa họ ra ánh sáng và cung cấp những cái dịch vụ từ tư vấn rồi về hỗ trợ, rồi thậm chí đường dây nóng thì họ khi họ cần. Thì nó cũng tương tự, mình nghĩ là đối với rất nhiều vấn đề trong xã hội khác nhau, thì nếu chúng ta chuyển một bên nào đó thành thủ phạm thì thường cái phong trào đó, xã hội đó sẽ không thành công. Chẳng hạn như mình hay công hay nói đó là cái phong trào đấu tranh cho quyền của người đồng tính, thật ra nó để giải phóng cho những người dị tính, nó để giải phóng cho tất cả chúng ta. Và cũng tương tự như vậy, phong trào vậy, thật ra nó cái câu mà bắt chước của mình quên rồi, đó là phong trào đấu tranh giải phóng cho người da đen, thật ra đó là giải phóng cho người da trắng, giải phóng họ khỏi những cái định kiến, giải phóng họ khỏi những cái hẹp hòi, những cái cuộc sống mà bị kỵ trước đây của họ, giải phóng họ rất là nhiều thứ để họ thấy cái cuộc sống khác của họ, ông cuộc sống mà họ, những người da trắng cũng có thể cùng hợp tác, cùng chung sống với những người da màu khác. Mình tương tự cũng như phong trào đấu tranh giới, chúng ta không phân ra hai chiến tuyến, đó là phụ nữ chúng tôi đang là nạn nhân và các anh đàn ông đang là thủ phạm, và bằng các anh, bằng mọi cách các anh phải dừng lại tất cả những cái hành động các anh đang làm lại. Mà mình nghĩ đó là một cái cuộc thương thuyết xã hội, một cái cuộc thảo luận xã hội để mà chúng ta hiểu rằng thật ra tất cả chúng ta đều là nạn nhân, mà chúng ta không cái thậm chí thì Giê-xu, Đức Phật hay là Socrates, tất cả những người đàn ông từ thời tiền sử, họ đang viết ra những cái cấu trúc xã hội mà ngày hôm nay chúng ta đang sinh sống, và chúng ta cần phải viết lại, chúng ta cần phải hiểu đứng lại những cái cấu trúc xã hội đó. Nó sẽ khá tương đồng với cả một cái câu hỏi của bạn khán giả khác em. Bình đẳng nữ giới thì có phải là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự bất công của nam giới hay không? Đây là bạn Lê Phạm Ngọc Anh đã đặt câu hỏi này không? Bạn Lê Phạm Ngọc Anh cho ạ. Ví dụ bất công thì là thay. Bạn có thể làm rõ câu hỏi của mình không? Tức là bình đẳng nữ giới thì chúng ta hô hào là nữ giới là phải yếu và được cho bản thân bảo vệ. Thì đàn ông ở đây nói chung là sẽ được giám nát là phải mạnh mẽ, thì mẹ nó kia thì còn nữ giới thì là phải yếu. Như vậy thì điều đó có gián tiếp tạo ra cho xã hội cái nhìn là đàn ông thì mạnh mẽ và thủ được cuối, và nếu mà chúng ta bình đẳng nam giới thì liệu cái điều đấy nó có khiến cho phụ nữ lớn phục hay không, hay là khiến cho xã hội họ chấp nhận điều hay không? Bởi vì cái việc này thì từ thời kỳ Hồng Hoang thì nó đã là một cái việc khá tự nhiên, nhưng mà đàn ông thì thân là họ cũng thái được, nên là thế là ý của bạn là cái thời nguyên thủy đấy thì đàn ông sẽ là người đi chinh chiến các bộ lạc khác, hoặc là bảo vệ họ trước, bảo vệ cái bộ lạc của mình trước những con voi băng mút hoặc là sư tử và hổ, và đem thịt về nhà các phụ nữ là hái lượm và nuôi con cũng là và vẽ vời trong hang, đúng không? Thì không chắc phụ nữ gì khác, và đàn ông thì ngoài việc giết voi băng mút thì phải đem những cái vỏ sò về để phụ nữ làm bọc biết ra đưa trên người, và cái hồi đấy đã là một cái sự đau đầu đối với đàn ông rồi. Thì theo bạn là tư ý của bạn là bởi vì thiết evolution gọi là gì, gọi là tiến hóa nó đã như thế rồi, đâm ra cái bản năng bảo vệ phụ nữ và đàn ông là nó có từ xưa đến nay. Mà nếu như bây giờ đàn ông phụ nữ bình đẳng với nhau, mà đàn ông không có nhu cầu bảo vệ phụ nữ nữa, hoặc là không có cái trách nhiệm xã hội bảo vệ phụ nữ nữa, thì nó trái với tự nhiên, thì đúng không? Và tôi nghĩ là nó sẽ trái với cả cái tự nhiên của thời nguyên thủy. Thế nhưng mà thời nguyên thủy thì người ta không làm việc trong văn phòng, người ta không làm việc với internet hay làm việc với laptop, laptop chỉ có 1.5 kg thôi, thì phụ nữ vẫn tự đem được, không phải nhờ đến người đàn ông vác theo. Thế thì cuộc sống của con người thời nguyên thủy phải săn ma mút và giữ lửa để chống lại bộ lạc bên cạnh, nó rất là khác với cuộc sống của Hà Nội năm 2016. Nên là chúng ta không nhất thiết là phải lấy cuộc sống của thời nguyên thủy làm mẫu nữa, mà là chúng ta phải sống cuộc sống mới. Và trong cuộc sống đấy thì mọi người đều bình đẳng. Tôi nghĩ là cái vai trò đàn ông không phải là bảo vệ phụ nữ và chỉ phụ nữ mà thôi, mà là vai trò của tất cả mọi người là bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ những người yếu trong xã hội, như là trẻ em, thì có thể là người dân tộc, hay là người LGBT, những người mà bị tổn thương, ai cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ họ cả. Và bình đẳng đây thì tôi nghĩ là mọi người đều có cái cơ hội, có điều kiện để phát triển cái con người mình theo đúng cái nguyện vọng của mình, cơ hội về nghề nghiệp, cơ hội về học đi, cơ hội về đi lại, vân vân, về gia đình, và không có ai chịu mà cái sức ép của xã hội, ví dụ như là phải lấy chồng hay là phải có con,
hay là phải con trai, hay là không được ly dị, hay là không được trở thành giáo sư hoặc là phó giáo sư, vân vân. Thế thì đấy là chính là những cái chèn ép phụ nữ mà không cho họ sống theo cái đúng cái gọi là potential, gọi là cái tiềm năng, khả năng của mình. Thì nên loại bỏ cái này đi. Thì chúng ta thường nói là do truyền thống Á Đông tốt đẹp thì phụ nữ cũng phải như thế này mà nam giới phải như thế kia. Nó có mấy vấn đề sau đây. Đầu tiên là không có truyền thống nào là tốt đẹp cả. Truyền thống có chỉ là truyền thống. Đấy. Cho nên cái câu ấy nói thì nếu như chúng ta nói là truyền thống Á Đông tốt đẹp thì cũng nghĩa là truyền thống Tây Phương nếu nào mất dạy, hay là truyền thống của giáo dân nói như vậy. Rồi cái câu nói như vậy là chúng ta đã chết rồi. Cần cù, thông minh, rồi nhân ái, cái gì gì ấy. Thế thì ở dưới cái đối tác anh ấy thì hỏi ngược lại anh có một câu rất đơn giản. Đó là ý mày nói như vậy, tức là những dân tộc khác thì ngu đần trả lời biếng và đồ bát à. Đấy, cho nên chúng ta không bao giờ nên nói cái chuyện là truyền thống của mình là tốt đẹp hay không tốt đẹp. Và cái này thì mọi người có thể đọc Bác Hồ đã từng nói một câu là văn hóa chính là cái phương thức mà sinh ra để tồn tại. Cho nên tức là một khi mà thời đó phụ nữ phải thái lượng và đàn ông phải săn bắn thì người ta sinh ra cái phương thức đó để tồn tại. Nhưng bây giờ khi chúng ta đi làm văn phòng, nam giới và nữ giới là ngồi trước máy tính, chẳng có cái gì làm bằng chứng cái chuyện nam giới có thể làm được đúng nhiều hơn cả. Thì một khi phương thức sản xuất đã thay đổi thì văn hóa nó cũng thay đổi. Và vì thế cho nên truyền thống nó phải thay đổi. Còn nếu như bây giờ chúng ta lại sống như thời mà ông bà ta sống ở trong hang động ấy, và vẫn dùng lại những tư tưởng của ông bà ta ở trong hang động, thì tôi không hiểu là mấy thế kỷ vừa rồi để làm quá gì. Đúng không? Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là thực sự một trong cái điều mà một trong có một lần tôi có bởi vì như tôi đã nói là tôi nghiên cứu khá nhiều về nữ trong kinh doanh chứ không phải về bình đẳng giới. Nói chung thì tôi có làm việc với một nữ tiến sĩ người Mỹ và chị cũng nghiên cứu về bình đẳng giới. Chị có sao mà chị nói với tôi một câu rất đơn giản, sau đó tôi không bao giờ lăn tăn gì nữa. Tại vì tôi cứ bảo rằng bây giờ ví dụ như là nam giới thì sẽ không bao giờ có thể cho con bú được, vẫn là phụ nữ phải cho con bú, nam giới không đẻ được, vẫn là phụ nữ mang nặng để đau, cho nên bình đẳng nó ở chỗ nào. Thì chị chỉ nói với tôi cũng có một câu như này thôi, chị bảo với tôi rằng là bình đẳng giới chính là quyền con người. Chừng nào mà mọi người trong thế giới này đều có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do như nhau thì đó chính là bình đẳng giới. Thế thôi, cho nên ta không bao giờ, bởi vì đàn phụ nữ sẽ mong muốn những điều khác, nam giới sẽ mong muốn những điều khác. Và nếu như phụ nữ phải mong muốn như nam giới hoặc nam giới phải mong muốn như phụ nữ thì lúc ấy là không có bình đẳng giới. Còn như bây giờ tôi thích ở nhà nấu cơm thì tôi được ở nhà nấu cơm, tôi thích đi làm thì tôi được đi làm, đó chính là bình đẳng giới. Nam giới cũng có quyền thích ở nhà và cũng có quyền thích đi làm, phụ nữ cũng vậy. Tại sao lại định bình là nam phụ nữ thì phải thích ở nhà và nam giới thì phải thích ra ngoài? Chúng tôi biết có rất nhiều người đàn ông thích ở nhà nấu cơm. Khổ trong nỗi đó không được quyền thể hiện điều đấy ra những tội nghiệp chứ vậy. Đấy. Thế nên cho nên là có tất cả những bạn mà họ lang tan thì các bạn có chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Chúng ta sinh ra với những thiên tính khác nhau. Và nếu như chúng ta được sống với đúng thiên tính của mình trong khuôn khổ của luật pháp thì đó chính là bình đẳng giới. Dù cái thiên tính của chúng ta là đàn ông, là đàn bà hay là LGBT gì nữa thì chúng ta có quyền sống đúng với thiên tính của mình. Xin cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của cô Ánh. Một câu hỏi của các bạn khách mời và các bạn khán giả dành cho anh Huy ạ. Là một người thuộc cộng đồng LGBT thì anh Huy đã bao giờ thấy mình yếu thế chưa? Và vị trí của cộng đồng LGBT trong đấu tranh bình đẳng giới sẽ là gì ạ? Mình thì mình hay nói nhóm LGBT hay là bất kỳ ví dụ nhóm khuyết tật cũng là nhóm yếu thế, nhóm người lao động di cư cũng là nhóm yếu thế. Tuy nhiên mình có một chị đồng nghiệp chị nghiên cứu hóa, thì có một lần mình rất là tâm đắc với cái nhận xét này của chị là khi mà nói về cái nhóm yếu thế mình phải biết là họ yếu thế ở ví dụ như khi mà một người sử dụng xe lăn họ vào đây và họ không thể vượt qua đường bậc thang, và đó là cái mà họ yếu thế hơn là những người mà có thể có khả năng vận động bằng tay chân chúng ta, đó là cái điểm yếu thế của họ. Tuy nhiên khi mà giả sử như tôi là người khuyết tật và tôi đã lăn xe lăn được tới đây rồi và ngồi cùng với những người ở đây đúng không, thì tôi không còn yếu thế gì với những người ở đây nữa. Chúng ta hoàn toàn tranh luận nhau, ví dụ như cô Ánh nói gì đó sai em hoàn toàn có thể phản đối và em nói một quyền của em, và em không yếu thế ở cái khía cạnh là có thể tranh luận trao đổi cùng nhau, chỉ yếu thế ở cái đoạn là bước lên bậc thang đi thôi. Nhóm LGBT thì yếu thế ở chỗ nào? Yếu thế ở chỗ là không thể lên phường,
xin một cái giấy kết hôn, không thể vào bệnh viện để mà thực hiện một cái phẫu thuật như mong muốn của mình, ví dụ như thay đổi chuyển đổi giới tính. Đó là những điểm mà yếu thế và đó là những điểm mà sẽ thay đổi. Và thật ra tất cả chúng ta đều yếu thế ở một cái khía cạnh nào đó. Và cho nên thật ra tôi cũng rất là thận trọng khi dùng từ là nhóm LGBT yếu thế, mà phải hiểu là thật ra là cái chúng ta hướng tới là cái bình đẳng và chúng ta xóa đi những cái đó. Còn câu hỏi tiếp theo là vị trí phong trào LGBT với bình đẳng giới, mình nghĩ là thật ra mình phân tích rồi đó, cái đằng sau cái mà những cái định kiến kỳ thị đối với LGBT chẳng qua cũng là bình đẳng giới. Mình nghĩ khi mà phong trào bình đẳng giới thành công thì nó sẽ giúp cho phong trào LGBT thành công. Như là chúng ta đã thấy ở nước ngoài, các feminist luôn luôn là bạn bè của các LGBT activist, tức là những người mà đấu tranh bảo vệ phụ nữ luôn luôn là bạn bè của các phong trào đấu tranh LGBT. Và ngược lại thì tôi nghĩ là nó cũng giống hai chân của mình thôi, mình bước chân nào lên thì nó cũng sẽ kéo lê cái chân kia theo. Nếu mà phong trào LGBT thành công thì nó cũng cho chúng ta có một cái góc nhìn khác về việc là một người nam có thể là như thế nào, một người nữ có thể là như thế nào. Bạn từ trước vừa nhận được một câu hỏi hết sức thú vị nữa từ bạn khán giả không ghi tên ở đây ạ. Tiếp tục, việc tồn tại của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có đang gây ra sự mất bình đẳng không ạ? Vậy có nên thành lập Hội Liên hiệp Đàn ông Việt Nam không ạ? Vâng, tôi nghĩ là câu hỏi rất là hợp lý. Cái vế đầu của nó là cái vai trò và tác động của Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam như thế nào. Hiện nay thì theo những quan sát của tôi cũng có thể thay đổi rồi. Nhưng mà theo quan sát của tôi thì Hội Phụ nữ Việt Nam đang đóng vai trò hết sức tiêu cực trong câu chuyện là giải phóng phụ nữ. Bởi vì họ đang khoác hai cái chỏng lên cổ của phụ nữ, tức là vừa phải giỏi việc nước mà vẫn phải đảm việc nhà, mà chỉ có siêu nhân thì mới có thể làm cái chuyện đấy. Thế là vừa là đại biểu quốc hội nhưng mà vẫn phải nấu cơm nấu nước rồi bưng bia ra xoa xòa tiếp khách, hoặc là dọn dẹp khi mà chồng nôn, khi mà chồng nhậu về, thì đấy là một vấn đề rất là lớn mà phải bỏ cái hai cái chồng này đi và cho họ một cái cuộc sống bình thường. Thật là không, chín cái chữ vàng hay là sáu chữ vàng này, chín chữ vàng đấy là một cái bản án khủng khiếp đối với họ, mà chúng ta cần phải kết thúc những cái kỳ vọng về họ, kỳ vọng về chuyện là đàn ông nữa. Giờ về nhà thì nó cũng giống như là kỳ vọng đàn ông là phải giết hổ rồi kiếm rất là nhiều tiền rồi mua xe Lexus và phải giỏi là hàng xóm. Thì cái hình dung của hội phụ nữ hiện rất là có vấn đề, cần phải thay đổi cái quan điểm đấy hoặc là lập ra những hội khác. Thế còn việc lập ra hội đàn ông thì có thể cũng lại rơi vào cái đường dây đấy, thì không nên. Vâng, về cái chuyện này đến ngay từ nhỏ tôi có một câu chuyện rất buồn cười. Tôi thích kể chuyện nên nó hơi bị dài, mọi người thông cảm. Thế lúc ấy thì là tôi mới đỗ vào đại học đi nước ngoài. Thì tôi mới ở cùng với một cô bạn, cô đó là bố mẹ cô làm thợ may. Thì cô có kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế này. Tức là trước khi mà tao đi đến đây thì ông chú tao mới gọi sang cho tao một chút tiền để cho cháu đi học. Xong bảo với tôi, tao rằng là mày, nhà mình có một đứa đỗ đại học như vậy là may lắm, mày cố lên thì các em mày như thế sẽ đi theo ABC gì đó. Tuy nhiên sau này mà về học xong mà về không tìm được việc gì cả ấy, thì cứ về đừng lo, đi về làm thợ may với bố với mang với chú mày là vẫn ổn. Tôi nói thật cho mày biết ý, là trên thế giới trên cái thế giới này, cái chỗ nào, cái giới nào có hội với có ngày là đời sống thế giới nó rất khốn nạn. Tại vì nó có ngày giáo viên, có ngày phụ nữ, có ngày trẻ em đấy, nhưng nó làm gì có ngày thợ may. Nó có hội bảo vệ phụ nữ thiếu niên nhi đồng, có hội bảo vệ phụ nữ, nhưng làm gì có hội bảo vệ thợ may. Thế cho nên vì vậy thì là mày hãy tránh xa những cái chỗ nào mà nó đến ngành nghề gì mà nó không có được có ngày kỷ niệm với lại có những hội là mày chết đấy. Cho nên tức là tôi thường là thời gian gần đây nói chung là tôi rất là từ chối những cái lời chúc mừng nhân ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3, bởi vì là điều mong mỏi lớn nhất của tôi là không phải có cái ngày nữa. Bởi vì có cái ngày ấy mà nó thể hiện sự bất bình đẳng của chúng ta. Thế thôi, cho nên là vì thế thì tôi nghĩ là có thì cũng vui, mọi người chúc mừng thì mình cũng nên cảm ơn tấm lòng của mọi người. Tuy nhiên thì nếu không có thì có lẽ sẽ không hơn. Nên tôi cũng muốn giảm cái hội đó đi lắm, và tôi nghĩ rằng đàn ông không nên nhất thiết là phải có thêm một cái hội đàn ông để chứng tỏ rằng đàn ông cũng yếu như vậy, cũng nghiệp bỏ. Tôi xin phép một ý kiến khác chị Ánh một chút. Tức là tôi hoàn toàn ủng hộ cái chuyện là giảm cái hội phụ nữ như là nó đang có hiện nay đi. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ là nên để lại những cái ngày phụ nữ
giống như là ngày trẻ em, hay là ngày thương binh, hay là ngày lao động, hay là ngày hòa bình, hay là ngày về luật thông tin, hay là cái gì đấy, đấy là những ngày mà chúng ta nhắc nhở lẫn nhau là vẫn có những cái đang có những cái hiện trạng tiêu cực xảy ra về câu chuyện là quyền trẻ em, hay là quyền phụ nữ, hay là quyền của bác sĩ hay là gì đấy, chẳng hạn là chúng ta tôn vinh những cái con người đấy hay là những người đấy cũng vẫn có. Chỉ có khác đi là chúng ta cái cách thức mà chúng ta gọi là gì, celebrate, chúng ta chúc mừng nó, chứ còn cái việc mà cái nhóm người đấy đang là bị yếu thế, bị tổn thương, dễ bị tổn thương và cần hỗ trợ thì vẫn là cần thiết. Chúng ta thấy là không có ngày của hoa hậu đúng không, không những nhà không tham ai, không có ngày của các chính trị gia đúng không, bởi vì những người đấy họ không cần phải có ai giúp đỡ họ cả. Thế thì ngày phụ nữ vẫn cần, tuy nhiên thay vì là kéo nhau đi đánh chén hoặc là tặng hoa nhau thì cái ngày đấy là cái ngày mà xã hội cần phải dừng lại và kiểm điểm xem là năm vừa qua vẫn còn những cái bất cần nào, vẫn có bất bình đẳng nào xảy ra phụ nữ, và chúng ta đã tiến bộ như thế nào trong công cuộc giải phóng cái bất bình đẳng đấy, thay vì là chúng ta đi ăn uống gặp gỡ lên xong không sao lại tiếp tục như cũ và không gì thay đổi cả. Cho đến cái ngày mà chúng ta không cần đến những ngày phụ nữ nữa, khi mà mọi thứ đã ổn thỏa rồi thì chúng ta bỏ này đi, giống như là chúng ta không có ngày của chính trị gia vậy. Chúng ta sẽ bàn nhiều hơn về việc có nên bỏ ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 không ở trận tìm vết mẫu đằng sau đây được không ạ? Vậy thì chúng ta đến ơi với một câu hỏi tiếp theo dành cho anh Huy ạ. Liệu tương lai có thể tồn tại một xã hội phi giới tính, tức là không còn phân biệt giới tính trên giấy tờ nữa không? Và xã hội đó thì liệu có tốt hơn xã hội hiện tại hay không? Câu hỏi này thì chắc là không phải là mình dành riêng cho tôi đâu, tại vì không nói về đồng tính, nói về chúng ta chỉ nói là việc là chúng ta xóa đi những cái phân biệt, là chẳng hạn như thay vì tôi vào một cái đăng ký gì đó thì tôi không cần phải thay nam hay nữ, tại vì tôi thấy cái nam hay nữ đó nó không phục vụ bất kỳ cái gì cho cái sự kiện này chẳng hạn, và tôi chỉ có thể là thay tuổi, tôi có thể thay địa điểm, tại vì cái nó liên quan. Mình nghĩ rằng thì cái điều đó nó đang xảy ra ở việc là ở một số nơi cái thông tin về giới tính nó bắt đầu được coi là thông tin cần được bảo mật. Và hoặc là các bạn không biết, các bạn nếu mà đọc các mẹo mà các bạn sinh viên thì chắc là đọc rất là nhiều mẹo về viết CV đúng không? Thì có như một trong những cái mà nếu mà các bạn search cái nguồn nước ngoài họ nói là trong CV thì không nên ghi giới tính vào và không nên ghi tuổi vào. Ví dụ vậy, mặc dù thật ra đọc tên hoặc là đọc về kinh nghiệm thì chúng ta cũng phải biết thông tin hay lắm. Nhưng cái việc mà chúng ta không ghi vào nó tránh nó thể hiện việc là nó tránh những cái mà nó tự động kích hoạt trong đầu chúng ta là ô tô đang đọc CV của một người nữ 22 tuổi chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ khác rất là nhiều và tôi chỉ quan tâm là cái tên thông tin người này thế nào. Mình nghĩ đến một lúc nào đó thì mình không thể là dự đoán được, nhưng mà mình nghĩ thì khi mà những cái tiến bộ xã hội nó phát triển lên thì dần dần chúng ta sẽ thấy nó bớt cần thiết đi. Tôi nghĩ đây cũng là một câu hỏi khá là hay. Bản thân ý kiến của tôi thì tôi cho rằng cái việc phân biệt nam và nữ nó chỉ cần thiết trong một số các trường hợp khá là hạn hữu, ví dụ như trong y học. Để trong y học thì có thể sẽ có những nghiên cứu xem là ok, nam thì hay bị bệnh này hơn, rồi tỷ lệ tử vong của nam sẽ như thế này, nữ thì như thế này, nữ sống lâu hơn vì sao, với các thứ. Thì đấy là có lẽ là một trong trường hợp duy nhất mà chúng ta cần thông tin là cái cá nhân đấy là nam hay nữ. Thế còn trong tất cả những cuộc sống giao lưu hàng ngày thì tôi cũng thực ra không cần phải viết là trên cái tờ giấy khai sinh của người đấy là đây là nam, là giới tính là gì, đúng không? Giống như là tôi không cần biết là cô giáo là gì, hay là người dân tộc gì, người Kinh hay là Đồng Mông hay là Thái hay là Vân Kiều, thì tại sao tôi lại thấy rất quan trọng như thế này? Nhưng tình hình này chắc là không nói nhiều, nhưng mà các bạn sẽ tìm hiểu thêm về cái tranh cãi ấy ở hiện nay đang lớn nhất ở Mỹ. Mỹ thì luôn luôn bị sau nước châu Âu về cái tranh cãi này thôi, là họ Mỹ họ yêu cầu có nên quy định là nhà vệ sinh thì không có phân biệt giới tính hay không. Vì cái này nó cũng rất là liên quan câu hỏi của bạn, là đến lúc nào đó chúng ta xóa ngày khoảng cách này. Mình không có nói hết những cái tranh luận đây nhưng mà mình đi kể thôi, thì thực ra rất nhiều nước châu Âu họ là cũng đã tiến xa hơn các nước khác rất là nhiều. Là thực ra nếu các bạn đi rất nhiều nhà vệ sinh ở Bắc Âu bây giờ thì thực sự là họ không có khu nam nữ nữa rồi, và tất cả nó đều riêng, tức là tất cả mỗi nhà vệ sinh đều có cửa riêng, đều có bồn điện đứng, đều có bồn điện ngồi, đều có lavabo, và tất cả khi thực ra nó đơn giản là vấn đề riêng tư thôi. Thì mình nghĩ mình rất là thoải mái để vào những nhà vệ sinh như vậy, và mình nghĩ nó còn giúp cho cả những các bạn
mà có thể những cái thể hiện giới hoặc là những cái khác của họ, họ đi xuyên qua hai giới thì họ cũng có thể thoải mái. Còn nếu mà chúng ta vừa thoải mái và chúng ta làm một nhóm thiểu số thoải mái hơn thì tại sao lại không? Vậy thì rõ ràng là giới trẻ hiện nay người ta đã có cái nhìn thoáng hơn nhiều đúng không? Về cái việc là bình đẳng giới. Bởi vì giới trẻ thì được tham gia rất là nhiều cái chương trình, những dự án để việc thay đổi nhận thức bình đẳng giới, định kiến giới. Vậy thì cái câu hỏi các bạn ý đặt ra là họ sẽ làm sao để thay đổi được thế hệ trước, tức là ông bà bố mẹ họ, bởi vì chính thế hệ trước đã tạo ra cái định kiến. Thực ra thì tôi lại có một quan điểm ngược lại. Theo quan điểm của tôi không nhìn thấy là giới trẻ bây giờ cày đổi mới hơn. Chẳng hạn như cái điều đấy chúng ta có thể nhìn thấy ngay từ những câu hỏi các bạn đặt ra ở dưới này. Ví dụ như chúng ta còn lăn tăn là làm thế nào lấy được người chồng nếu như không còn ai thể hiện nam tính nữa. Lại rồi lại khác. Đấy, thế thì trong tôi nghĩ tôi có thể thấy được là chẳng hạn nãy giờ tôi cho là 80% những câu hỏi các bạn đặt ra thì vẫn còn mang màu sắc của định kiến rất là nhiều. Và thực tế mà nói thì chúng tôi phải xin lỗi các bạn. Điều này có nghĩa rằng thế hệ trước của chúng tôi đã không làm tốt điều này với các bạn. Đấy, nhưng mà chúng ta muốn có cải tiến một vấn đề gì đó thì điều đầu tiên là ta phải biết ai trước. Biết ai trước. Nếu chúng ta muốn chiến đấu thay đổi một cái gì đấy, điều đầu tiên chúng ta cần phải biết ai. Tại vì rằng chúng ta ai cũng thuộc lòng câu là biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng, đúng không? Bởi vì hàng ngày tôi phải luôn luôn làm việc với rất nhiều người trẻ và tôi có thể cam kết với các bạn rằng là hầu hết những vấn đề mà những người trẻ ấy đặt ra bắt chúng tôi phải làm thì điều đầu tiên là bản thân họ đang mắc. Tức là nếu như tôi muốn nói rằng là một người cần bình đẳng giới ấy, thì thông thường cái mà tôi nhìn thấy phổ biến nhất ấy, tức là cái người đấy họ không thực thi cái bình đẳng ấy với người khác nhưng họ lại đòi người khác thực thi điều bình đẳng ấy với mình. Đấy. Và một khi chúng ta không thực thi điều đó với người khác thì chúng ta không thể nào đòi người khác thực thi với mình. Điều đơn giản nhất là như thế này. Chúng ta cũng mở Facebook và chúng ta sẽ thấy luôn là các bạn nữ có tư tưởng là đòi nam giới phải mua quà cho mình. Rồi khi mà có người yêu thứ là nhà người ta so sánh người yêu của nhau với nhau là để xem anh kia là chiều chuộng hơn. Là cái gì, tôi có đọc những cái bài mà quả tình là tôi rung mình sờn gáy óc chứ không phải đùa đâu. Và tức là những cái cô con gái cô kể lể là cô ấy được người yêu chiều chuộng như thế nào, nửa đêm cô ấy đòi cô thèm bánh giò chứ không phải có ngén nhất rồi đâu nhá, hay là thèm là xí muội gì đó, là anh đó phải dậy rồi đi mấy cái phố để được mua cho cô đấy, rồi thì ngày lễ ngày tết thì đã bị anh ấy dốc hết tiền lương này làm thêm cả tháng của anh ấy mua cho cô một cái bánh gì đó ABC gì đó. Nếu tôi mà có con trai tôi không bao giờ cho con trai tôi lấy những người con gái. Đấy là bởi vì điều đầu tiên ấy, tức là sau đó thì anh ấy lại cô lại tiếp tục quán trách rằng là bố mẹ chồng của anh khi lấy anh đó thì lại bắt cô phải thực thi những nghĩa vụ dông con để làm cho cô bị bất bình đẳng. Thế nhưng điều đầu tiên là cô ấy đâu có muốn bình đẳng. Cô ấy không muốn bình đẳng rồi cô lại phàn nàn rằng người khác cư xử với cô ấy không bình đẳng. Như vậy là thế nào? Đấy, cho nên tôi tin rằng tôi gặp luôn luôn phải tư vấn những chuyện này rất nhiều. Nếu mà người follow trên mạng thì nhìn thấy được. Thông thường không hiểu sao chuyện này thường xảy ra vào nửa đêm. Thì các cô gái trẻ sẽ bức xúc với gia đình nhà chồng gì đó, rồi bức xúc với người yêu gì đó, thì chia sẻ với tôi chẳng hạn như không được lấy nhau vì sai tuổi này, hay là vì rằng nhà cô với nhà anh ấy quá sai nhau này, hay là bởi vì cô ấy bé nhỏ không được xinh đẹp này, hay là vì cô học cao hơn anh ấy này, hay là học thấp hơn anh ấy gì đó. Đấy sẽ rất nhiều lý do. Đấy, thế thì cái điều khi mà các cô gái ấy chia sẻ thì điều đầu tiên ấy là bao giờ tôi cũng phải hỏi cô ấy rằng là vậy thì cô có dám tự quyết hay không? Bởi vì việc hai người lấy nhau là việc của hai người, không phải việc của bố mẹ. Nếu như cô chỉ cần đồng ý hai người dắt nhau ra ngoài ủy ban đăng ký, thế là thành vợ thành chồng. Thế thôi. Nhưng nếu cô vẫn còn ngồi phải đợi đến bố mẹ đồng ý rồi mới lấy nhau thì như vậy là tự cô ấy tước đi quyền của mình. Và sau khi cô tước đi quyền của mình thì cô lại đòi ai trả lại cho cô ấy. Đấy, vậy cho nên là không phải rằng thế hệ lớn tuổi cản trở tự do của các bạn, mà điều đầu tiên là các bạn đã không giữ cái tự do của mình mà lại trao nó cho người khác. Sau khi các bạn trao nó cho người khác rồi lại ngồi kêu ta là họ không giả lại mình, đúng không? Cho nên vì
vậy thì tôi chỉ mong là các bạn hãy hiểu bản thân các bạn muốn cái gì, hiểu quyền của các bạn, và sau đó thì các bạn hãy nghĩ đến chuyện nói chuyện với người khác. Thì một khi chúng ta còn chưa biết mình là ai, chưa biết mình muốn gì, chưa biết quyền của mình ở đâu, thì lúc ấy chúng ta có thể nói chuyện với thế hệ khác để thay đổi. Dạ vâng ạ. Câu hỏi của bạn đúng không ạ? Làm sao để thuyết phục và thế hệ lớn hơn? Thật ra lời khuyên mình là nếu mà khó quá thì bỏ qua. Có nói đùa thôi, còn có gì việc khó cũng phải làm. Nhưng nó sẽ khi nào thì chúng ta biết là cái khó nào chúng ta sẽ làm, khó nào chúng ta sẽ không làm. Có cái lý thuyết là để mà thay đổi xã hội, hay là trong những cái phong trào thay đổi xã hội, bạn không cần phải thay đổi tất cả mọi người. Bởi vì một câu trả lời rất là practical, rất là thực tế, đó là bạn sẽ không thể làm được việc đó. Tức là bạn không cần phải thay đổi tất cả mọi người. Ví dụ như bản thân tôi, nếu mà tôi muốn đấu tranh cộng đồng LGBT, tất nhiên là sẽ có cái hay nói là mình phải thay đổi từ trong gia đình trước, tức là tôi phải thuyết phục được bố tôi trước, tôi thuyết phục được họ hàng tôi trước thì tôi mới thuyết phục người bên ngoài. Tuy nhiên tôi thấy là tôi cũng không cần thuyết phục nếu mà bố tôi vẫn kiên quyết, là tại vì những cái giá trị mà ông ấy đã gây dựng mấy chục năm rồi thì nó là cái lẽ sống của ông ấy, thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng nên tôn trọng ông ấy. Thì tôi lại nghĩ là như vậy chúng tôi sẽ chỉ thuyết phục những người mà có khả năng tạo sự thay đổi rất là rõ rệt ở trong xã hội. Và đó là những không phải là ông già ngồi trong nhà tôi, mà là ông già ngồi đại biểu ở tòa nhà quốc hội, sẽ là những người mà tôi khó cỡ nào cũng phải thuyết phục. Cho nên không cần bằng phải lựa chọn cái ưu tiên của mình. Tôi nói thêm một chút về những cái tình huống này, nó rất là khó khăn và rõ ràng nó đẩy chúng ta vào một cái tình huống rất là đau khổ. Bởi vì hoặc là chúng ta làm mất lòng người vợ, hay là chúng ta mất lòng người mẹ của chúng ta. Ví dụ như người mẹ sẽ khuyên chúng ta là mày đừng có vào bếp rửa bát, bởi vì mất cái dạng nam giới đi mà ngồi đấy đọc báo để cho vợ mày nó rửa bát chẳng hạn. Hay là mẹ mình sẽ bảo là tại sao con vợ mày nó lại đi công tác nhiều như thế, không được là phải bảo nó ở nhà thôi chứ không phải đi công tác nhiều thế. Trong khi đấy không phải là vấn đề của mình, đấy không phải chuyện của tôi, nhưng mà tôi lấy ví dụ như vậy. Thì cho nên mình sẽ lâm vào cái tình huống là mình rất là yêu quý mẹ mình, và mẹ mình có một quan điểm rất là khác mình. Thì làm thế nào bây giờ mình vẫn làm một bếp mình rửa bát bởi vì mình muốn cho vợ mình hài lòng, thì mẹ mình lại không hài lòng. Còn mình muốn ủng hộ cái sự nghiệp của vợ mình và cho vợ mình công tác rất là nhiều, thì mẹ mình lại không hài lòng. Thì đây cũng là một cái tình huống rất là con người, và mình rất là quý mẹ mình và mình đã nuôi nấng mình và vân vân, thì nó cũng sẽ không dễ dàng cho cái chuyện là bỏ qua hay là mình cứ làm việc mình muốn chứ. Còn cái bà đấy thì mặc kệ bà đấy, bà có thể vào lên cơn nhồi máu cơ tim, nhưng mà ok, mình sẽ vào viện mình thăm, nhưng mà trước hết mình phải rửa bát đã. Thì tôi không biết là nó đơn giản. Lời khuyên của tôi sẽ là mình cương quyết, mình làm cái mà mình thấy mình đúng, ví dụ là vẫn cho vợ đi công tác hay là rửa bát. Tuy nhiên là cái thái độ của mình đối với bố mẹ mình vẫn là thái độ của trắc ẩn và yêu thương. Ok, cho nên mình không đẩy họ ra thành kiểu như là lạc hậu hay là không biết gì hay là ngu dốt hay gì đấy, và biến thành hai bên chiến tuyến và căm thù nhau và từ bỏ nhau, là chuyển nhà ra chỗ khác sống để không tham biếu nhau. Và đây là một nghệ thuật, tức là mình vẫn tôn trọng họ với tất cả những cái sự khác biệt như thế, yêu thương họ, thấu cảm họ vì sao họ lại có được cái quan điểm như vậy. Bởi vì họ không có những thông tin như mình, họ không được học như anh Huy, họ không được hoạt động xã hội như là chị Ánh, họ sinh ra và lớn lên trong cái môi trường mà nó dẫn đến cái việc là họ có suy nghĩ như vậy. Đấy không hẳn lỗi tại họ, đấy là lỗi của những người xung quanh họ khi mà còn nhỏ. Thế thì mình thấu hiểu cái đấy và mình sẽ dân vận họ, mình sẽ đào tạo, mình giáo dục lại họ, nhưng mà tất cả với cái sự yêu thương thay vì là đối đầu nhau. Chúng ta có thêm một câu hỏi từ một bạn khán giả giấu tên. Liệu phong trào nữ quyền hoặc nam quyền chỉ đơn giản là một trò trả đũa giữa hai bên chiến tuyến hay không ạ? Tức là chúng ta sẽ hiểu rằng là chẳng ai cần đấu tranh cho nữ quyền hoặc nam quyền, chỉ là nếu một bên bắt đầu lên tiếng đòi quyền lợi thì bên kia trục xả và cũng phải đòi. Chắc là điều này sẽ thể hiện rất là nhiều qua ở mạng xã hội đúng không? Trên các truyền thông. Và câu hỏi này thì được hỏi anh Giang ạ, người đàn ông thích nói về mình. Tôi nghĩ là trước đây này thì phong trào nữ quyền cũng đôi khi họ được dàn dựng như là cuộc chiến, đúng không? Ví dụ như là phụ nữ yêu cầu là mình phải được đi đòi quyền bầu cử chẳng hạn. Và đấy là cái thời kỳ mà đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19, xảy ra rất nhiều ở các nước khác nhau. Cái hồi đấy là phụ nữ nhiều nước là không đi bầu cử,
và sẽ đòi đi bầu cử. Thế rồi phụ nữ đòi được đi xe đạp, được chơi thể thao, được không mặc đồ lót, và đến bây giờ vẫn nổi tiếng là ảnh mà rất nhiều phụ nữ phương Tây họ đốt cái bra của họ, cái đồ lót của họ đang đánh lửa cháy đất bụi, thì nó cũng thể hiện như là một trận chiến, nó một cái cuộc chiến. Tuy là cái phong trào nó luôn là có nhiều những cái người khác nhau giữ những cái vai trò khác nhau, mà có những người thì mềm mỏng thuyết phục, còn có những người thì căng thẳng hơn hay là đối đầu hơn, và có lẽ để mà có được những cái bước tiến như thế thì cần cái sự đa dạng trong cái gọi là cái tranh đấu hoặc là cái phong trào xã hội như thế, chứ không nhất thiết là phải đi theo một cái cách thức nhất định mềm mỏng hay là thuyết phục bên kia. Em xin bổ sung một chút, tại vì cái này có vẻ quảng bá cho môn học, nhưng mà tôi lại là môn đàm phán, tôi thấy cái điều đã áp dụng được vào cái điều trường hợp này rất là nhiều. Tức là trong đàm phán thì thường nó chia ra là bốn tóc, tức là nếu có một bạn nào có thể thích thì có thể là tôi có thể up cái bài đó online. Thì là chung một người đàm phán luôn theo đuổi hai vấn đề thứ nhất là quan hệ, và vấn đề thứ hai là lợi ích. Ví dụ như một đảng là ta muốn bảo vệ vợ đảng và được đi công tác, cái đằng thứ hai là ta muốn mẹ ta không nổi giận, ta bao giờ cũng muốn cả hai. Thì nó sẽ chia là bốn mắt theo tương quan giữa hai vấn đề đấy. Tức là điều đầu tiên là nếu như cái quan hệ không quan trọng và lợi ích cũng không quan trọng, ví dụ như là chỉ là cái chuyện sáng nay hai vợ chồng muốn đi ăn sáng với nhau, mẹ thì nghĩ là ăn ở nhà lành mạnh hơn, thì trong trường hợp là mình mà có bỏ đi ăn sáng ngoài thì hôm mẹ không quá tức và cái lợi ích đấy không quan trọng lắm, thì thôi tùy hôm nào đó mẹ thì ta ở nhà với mẹ, hôm nào ta thích thì ta nhất định đi ăn sáng, cái chuyện đấy không gây lớn gì. Cái đấy nó gọi là tránh né, không cãi nhau, không nói được bên nào thắng bên nào thua trong trường hợp này. Trường hợp thứ hai ấy, tức là khi mà cái quan hệ quan trọng hơn là lợi ích, tức là ví dụ chỉ vì một bữa ăn sáng, cái hôm ấy thì mẹ ta đang mệt và mẹ ta đang có tính công tình, thì trong trường hợp đấy ta nên nhường mẹ ta ở nhà ăn sáng, bởi vì cái chuyện một bữa sáng không làm cho vợ quá thiệt thòi. Trường hợp thứ ba ấy, là lợi ích quan trọng hơn quan hệ, ví dụ như đây là chuyện công danh sự nghiệp của vợ đấy, và trường hợp này thì rõ ràng là mẹ mình ta nhường là mẹ mình sai rồi, và lúc ấy thì mẹ cũng không đau ốm, không làm sao cả, thì lúc ấy ta nhất định là sẽ để cho vợ đi. Trường hợp thứ tư là trường hợp mà khi mà cả quan hệ và công việc và lợi ích đều quan trọng, ví dụ như mẹ nhất định bắt phải đẻ thêm một đứa nữa để cho manh hy vọng có con trai đấy, và cái điều ấy đối với mẹ nó hết sức nghiêm trọng, thì trong trường hợp ấy chúng ta sẽ phải làm theo một cách nó gọi tức là win-win đó, tức là làm thế nào mà để cho thứ nhất là không nhường mẹ về mặt nguyên tắc, nhưng mà về mặt đối xử thì mình vẫn phải hết sức mềm mỏng nhẹ nhàng để cho mẹ không bị xúc phạm, bởi vì đấy rất là giá trị mà cả đời bà mẹ đã theo đuổi như thế. Thế còn cái cuối cùng ấy thì nó nói rằng là trong một cái cuộc, bởi vì đấy là chỉ là tình huống của từng thời điểm, còn nếu như chúng ta phải chung sống với nhau cả đời thì nó sẽ có một cái phòng chung của giữa, nó gọi là compromise, tức là thỏa hiệp, bởi vì lúc ấy thì chúng ta sẽ có những lúc phải nhường, sẽ có những lúc phải căng thẳng và sẽ có những lúc phải vui vui đấy. Thì như vậy thì về cơ bản, ví dụ mà để cộng sinh giữa những người mà có quan điểm khác nhau thì bao giờ nó cũng theo cái mô hình chung như vậy thì nó sẽ ổn cả hơn. Tôi xin hết. Cảm ơn cô ấy ạ. Và câu hỏi cuối cùng của các bạn khán giả dành cho các vị khách mời, thì ngay xin được mời một bạn khán giả trực tiếp tại đây, các bạn giơ tay để đặt câu hỏi không ạ? Nếu mà tờ giấy của chúng ta vẫn chưa được đọc. Từ giấy là không có một nam nào được đặt câu hỏi cả. Các bạn có bạn đây để gì ạ? Có một bạn nam nào ạ? Chắc là có hỏi nhưng mà không tên. Dạ vâng ạ, xin mời bạn nam ở góc khán phòng. Mình mới đọc một cái sách tên là The End of Power, thì thật là cho rằng là cái việc của các mình đặt giới tính á, thì một phần là do người phụ nữ người ta trao quyền cho người đàn ông. Và khi mà mình có tra trên mạng thì trong tại kia hội nghị nữ nghị sĩ lần thứ 21 IPU 132 khai mạc ngày 28 tháng 3 năm 2015, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói một câu là: tôi tin tưởng rằng hội nghị này sẽ đóng góp tích cực vào nghị quyết của đại hội, và bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam trước đến nay. Thì xin hỏi là từ trao quyền này là ai trao quyền cho phụ nữ, hay là chúng ta nên thay đổi từ là hãy để cho phụ nữ nhận thức rõ hơn về quyền của mình và để họ đấu tranh với họ? Thì người ta chỉ là cảm thấy không thấy hay nghĩa từ trao quyền cho bạn. Em muốn hỏi như các vị khách mời đây là sức mạnh của Việt Nam
Nếu mà mình hiểu cái nghĩa gốc thì khi trong trong ngành phát triển của tụi mình á,
thì tất nhiên cái từ mà nhiều nhất là trao quyền, không biết nó xuất phát từ khi nào, nhưng mà rõ ràng thì cái in nó không nghĩa là trao. Thì mình cũng chia sẻ với bạn cái đó là rất nhiều người cũng không nói là không phải là trao, mà có một số cái có một số cái đề xuất khác là nó là tăng quyền, là cái từ mà có xu hướng hơi mới. Còn nếu mà bạn hỏi cái ngành ngôn ngữ học đó, thì có người sẽ nói đó là tăng lực. Thật ra tăng lực là một cái từ mà về mặt ngôn ngữ học nó chính xác nhất, nhưng mà có lẽ là không thể khả thi, cho nên cái xu hướng bây giờ thì có dùng từ tăng quyền. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ và những cái câu chuyện rất thật của ba vị khách mời ở đây ngày hôm nay ạ. Phần chia sẻ trong vòng 90 phút của chúng ta thì cũng đã hết rồi, và một lần nữa thì rất cảm ơn ba vị khách mời đã có mặt ở buổi chia sẻ ngày hôm nay trong lễ khai mạc Voice 2016 ạ. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình cũng như các bạn khán giả ngồi đây thì xin được gửi lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc để cho ba vị khách mời, và chúc ban tổ chức sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trẻ trong quá trình phát triển của các bạn. Xin mời ba vị khách mời có thể nán lại sân khấu chút ít để chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm cũng như là nhận quà từ ban tổ chức không ạ? Với Nhân Quỳnh, trưởng ban tổ chức của cuộc thi sẽ lên tặng quà cho ba vị khách mời.